được rồi sao nhìn mỏm được thông báo không gì. Được. Hello mọi người. Hello các chị đang coi like Hello mọi người Hello lâu rồi không gặp các chị ơi Ai đang coi like mọi người vô like nha Hello xin chào chị Nguyễn Sợi Chào tất cả mới Chào tất cả các chị mới vô coi like Chờ ba ngày không live stream đọc Nó nó chịu không được luôn á <laughs> Tưởng lục nghề mất tiêu rồi Hello các chị đang coi like của em Hôm nay em về em lên lại like Các chị có nhận được thông báo của em anh không Cho em xin cảm ơn nha mọi người nha Mấy này trời nóng không vậy? Chịu không được luôn á <laughs> Hello hello có ai nhận được thông báo của em không ạ chị nào nhận được thông báo Facebook cho em xin comment một cái nút chấm hoặc là một cái nút comment nha mọi người nha Hello các chị đang coi like ai thấy cho em xin comment với ạ hình như hôm nay không hiện được thông báo hay sao bình thường vô là sẽ có nhiều người coi like người ta vô comment nè nay không thấy comment luôn hello hello mọi người <laughs> có ai nhận được thông báo facebook của em không ạ cho em xin comment với ai thấy cái chị chấm giùm em với nha Hình như không có người coi luôn á thấy không Bình thường là vô các comment á, nay vô không thấy comment, hình như là nó bị ẩn comment không? À, hình như mạng yếu đúng không? Hay là mạng coi được ạ? À? Hello chị Hương Lê, hôm nay lên gì vậy em? Hôm nay nói chung là sau mấy ngày bị bệnh thì hôm nay em sẽ lên <laughs> tặng ít quà Các chị coi like của em được, các chị em sẽ xin cho em xin comment nha Hình như nó bị ẩn comment hay sao á Em không biết mọi người có coi được không? Hay là để em ao ra em vô lại lấy mới ta? Hello chị Thu Anh Nguyễn, chào tất cả các chị ờ, Mới có 3 ngày à, <laughs> 3 ngày không gặp lại, hôm nay giọng em đỡ rồi Em, nhiều chị khách cứ nhắn tin hỏi, ủa em bị Covid hả? <laughs> em không bị Covid Nói chung là cũng hên lắm, không hiểu lý do tại sao luôn Nói chung là em tưởng ông Corona kiếm em rồi đó mấy chị Nhưng mà test đồ này nọ không có ra em bị viêm họng á mà nó kiểu như viêm họng nặng á cái xong mà nó xoan đồ nó sốt tùm lum tùm la hết á nên là em nên là nó đủ thứ rồi nó 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 mệt trong ngồi trời ơi nói thiệt với mấy chị luôn á hôm bữa mà nó nhất mà nói chung là tưởng giống như là sắp chết luôn á kiểu giống như bệnh kìa mệt lắm kìa kinh khủng luôn trời đất ơi em nói thiệt với mấy chị luôn á mấy em em nghĩ em tưởng nghĩ lai like hôm thôi Ai ngờ nó số rồi nó hành mệt đủ thứ hết Phải ba ngày hôm nay đỡ đỡ ổn ổn xong rồi mới lên like với mọi người Em tưởng nhiều người coi like em quên em luôn rồi đó Hôm nay giọng em đỡ hơn nhiều rồi Hello chị Tuyết Nhi, bữa giờ không thấy Minh Anh like mới biết mà nghiện xem em rồi <laughs> Chứ bữa giờ em không có live stream mọi người có có quên em không uh, Hello chị Thùy Châu Ngô Hello chị Nguyễn Nhung, em chào chị Sợ Lý nè khi nào thấy thông báo là vô liền coi chập ba má hồi hỏi, hỏi sau ngày nào cũng coi <laughs> em cảm ơn mấy chị rất là nhiều hello chị cô meo may mắn chào tất cả các chị đang coi livestream à em đỡ hơn nhiều rồi chị cô Mèo trời ơi má ơi quá trời người nhắn tin hỏi thăm luôn có nhiều chị còn nói ủa bị covid hả em <laughs> sao mấy anh nào không thấy like không nói chung là nói chung là trộm vía đó thiệt sầu luôn gọi là trộm vía tại vì cái bệnh của em nó cũng giống như covid thật tự nhiên nó chịu chấn đủ thứ hết á mà em em muốn thuốc của việt nam không hết mấy em này nói chung là em làm theo cách nhân gian với một phần nữa là em muốn cái này cũng hay cực kỳ luôn Lấy em sẽ lên lại với mọi người cái đó cực kỳ hay bảo đảm luôn em bữa giờ em livestream bữa giờ cũng mấy hôm mà nó nặng á mà vẫn ráng like xong rồi hôm nay nó đỡ rồi nè nó đỡ thôi chưa hết hẳn nhưng mà thôi nằm một cục buồn á phải lên like mọi người ốm vậy vẫn đẹp lắm <laughs> em cảm ơn chị hello chị quyền trang mọi người ơi mọi người có đang coi like của em không mọi người cho em xin một cái nút comment đi để em em lên like em tư vấn thiệt á hình như em bà cho tôi cái máy lạnh nữa rồi hai cái à sao đi nóng dữ ta nhiêu độ á Trời à? nóng ghê luôn á được không nhận được thông báo của em không mọi người sau mấy hôm không gặp rồi hôm nay để em lên cho mọi người mấy ngày không gặp nói chung hello chị phương trần nói chung mấy ngày không gặp nói chung sức khỏe cũng đi xuống nhiều nhưng mà phải nói á em á thì chưa dính anh covid nhưng mà mình tiêm vaccine á nó sẽ làm người mình nó rêm và nó ê nó nhất đủ kiểu hết em có đi uh, bác sĩ và em có đi coi thì bác sĩ nói là không phải là do mình mắc covid mà có những người ví dụ giống như là sau khi mà mình tiêm vaccine xong á nó có cái uh, virus trong người mình á khi mà mấy chị bị cảm hoặc là mấy chị bị sốt nha nó sẽ làm xương rồi tủy trong người mình nó sẽ rất là nhất luôn đó nên em cứ tưởng cái đó là triệu chứng của covid không mà nhưng mà thật sự là không có đó lúc đầu cũng test nói chung em làm ăn kinh doanh mà cứ ba hôm là em test lần nhưng mà test thì kiểm tra đồ này nọ nó không có ra đó không hiểu sao luôn <laughs> cũng nghĩ là cô biết thăm mình rồi <laughs> hello chị hạnh du nguyễn trở lại rồi sau mấy hôm không không livestream hôm nay em đã trở lại mọi người ơi mọi người thả tim và mọi người chia sẻ cho em cho nhiều người coi like nha em chào chị hoa ngọc <laughs> hôm nay em nhớ quyết là sau mấy hôm không gặp em sẽ quay lại và em sẽ dành một cái món quà rất là bất ngờ nếu như mà ai coi cái livestream ngày hôm nay của em à, em đỡ hơn nhiều rồi chị hoa ngọc mà em cũng công nhận mấy chị luôn là xui khiết thiệt sự luôn bây giờ em mới tâm linh thật sự từ lúc mà em đeo cái này xong em tháo ra một phát thôi là em thấy có vấn đề liền đó Hôm bữa em đeo cái túi sách kia Thì hôm đó vô tình á Là nói chung là cái vòng này nè Em vô tình nói chung là em làm cái gì đó Cái xong mà em mới tháo cái vòng hổ phách em bỏ trong cái túi sách Thì em mới để cái túi sách ở nhà mẹ em Thì em chỉ quên đeo hổ phách có một ngày thôi Đó Tự nhiên ngày hôm đó nó sốt luôn Trời ơi má ơi đúng sợ luôn á Cái xong mà phải đi lật đật kiếm cái, cái 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 túi đó để lấy cái hộ phách mang lại em mới nói là đúng là bây giờ từ lúc mà covid tới giờ là không có ngày nào mà em không mang hổ phách nói chung là tốt thật sự luôn nên là ai mà tháo ra thấy người hơi mệt mệt thôi đeo vô lại nha cái này là tốt đúng thiệt luôn ý chào em mừng em đã trở lại khỏe hẳn rồi chị thái Lâm <laughs> ngộ ghê vậy đó. đăng hình lên đăng lên trên mạng nói mình bị bệnh mà mấy chị cứ nói ủa covid hả em đỡ chưa khỏe chưa <laughs> nhưng mà công nhận nói nói chuyện thấy đau họng cũng giống thiệt ha mọi người ha rồi bây giờ em sẽ lên like đây hôm nay mấy chị gặp lâu ngày không gặp em mọi người đang coi like cho em xin một cái comment được không một cái comment được không để hôm nay em em dùng một cái cái gì đó lấy lấy lọc cho mọi người ngày nào không được nghe tiếng thấy hình em là buồn tê tái luôn nay chị có lên vòng cham không huyền trần nói chung là không biết nữa hên xui <laughs> hôm nay um, <laughs> hôm nay sẽ tính có một cái món quà nói chung là em uh, cũng nguyện là là cho em hết bệnh đỡ hẳn nha em bây giờ em còn bệnh á nhưng mà em thôi kệ em vẫn lên nói chung đỡ đỡ là mình được rồi thì uh, nói chung cũng nguyện sao cho nó hết bệnh rồi mình lên like em sẽ um, thật sự luôn rất mắt thật sự luôn cái món quà này ai cũng thích hết đắt cực kỳ đắt luôn Um, em sẽ làm chương trình để em tặng một cái này thật sự luôn là em không có nghĩ là em sẽ tặng nha em nói chung mấy ngày em bệnh em về hàng em chưa có bán luôn á em chưa kịp bán khách sĩ đồ này nọ luôn đó. nói chung chưa kịp chào khách cái gì hết nhưng mà thấy nhiều người coi like của em các chị cũng rất là thích cái này và đặc biệt nữa em nghĩ là rất rất là nhiều người thích bảo đảm luôn không ai không thích Trả lại tiền không ai mà không ai không thích em trả lại tiền hello chị anh Tuyết Nguyễn Thị em chào chị Mỹ Diền em chào chị Huỳnh Hồng Nguyệt em chào chị Loan Nguyễn các chị biết cái gì không ạ à? các chị biết cái gì không các chị nghĩ cái gì là mình hết à? à thôi em nói luôn nha hiện tại là em sẽ làm cái live stream ngày hôm nay nếu ai coi được cái live này và em sẽ làm chương trình với một cái 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 này và đặc biệt luôn cái này là size 8 ly đẹp luôn em sẽ làm chương trình với cái vòng hổ phách em đang đeo tại vì em tin thật sự luôn là rất là hên nghe em nói sốt ruột lắm nghe em nói sốt ruột lắm rồi đó chị anh tuyết dạ mất 3 ngày Thật sự luôn hôm qua em cũng tính lên rồi đó Nhưng mà nó chưa đỡ <laughs> Sợ lên xong rồi lại lại bị bệnh lại Chào hai bé đẹp nay bé đẹp khỏe hơn nhiều rồi Đỡ rồi chị Quý Nguyễn ơi 7 giờ mấy hồi nãy Chỗ chị rần 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 luôn đó Minh Anh nếu mà ban đêm chắc sẽ không bao giờ thấy Minh Anh nữa Chỗ sát bên nhà chị là bãi đất trống Người ta đổ rác nhiều quá rồi Không biết người nào đốt trời ơi nó cháy Mọi người xúm lại chữa cháy rồi kêu 114 khi người ta tới thì lửa cũng tắt dần rồi xe cũng phun nước cho nó làm toàn tàn tro ghê quá trời ơi kinh vậy thôi vậy là hên lắm rồi nha em chào chị anh giang huỳnh các chị đang coi like mọi người cho em xin cầm anh các chị có thích cái vòng em đang đeo không hôm bữa em có tặng vòng hổ phách nhưng mà hello chào chị ngọc phan sai đó là sai 6 ly sai đó là sai 6 ly và em mới về được một cái lô hổ phách cái hình mà em đăng ở trên mạng mới gần đây nhất luôn Là cái size 8 ly Cái size 8 ly và vòng nó đẹp Mà nó đậm màu hơn cái vòng em đang đeo nữa Em đang bán chiếc này Em đang cầm trên tay là 4 triệu rưỡi Cho tới 6 triệu một chiếc vòng à, Tùy gam và tùy cân nặng Vòng em về là dao động từ size 8 ly cho tới 9 ly Thì em mới về Em chưa có bán hay gì hết Thật sự luôn Một chiếc em đang cầm trên tay Ai coi like từng biết nếu mà sale rẻ nhất Chắc hẳn luôn Like gần nhất em sale rẻ nhất Là 3 triệu 500k một chiếc Ai coi like của em chắc chắn mọi người biết nha Em thích cái vòng màu hồng kia á chị ơi Khi nào em like thì chị Huyền mua nha Bác tụ tài nè không Bác tụ tài em về nhưng mà em bán hết rồi Bát tụ tài em về nhưng mà em bán hết rồi chị 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 Quý Nguyễn, chị thấy em lẹ không? Hên lắm luôn. Vừa về cái là hết sạch, vừa về là cái là hết sạch không còn một cái bát tụ tài nào để Like. Về hơn 120 mấy cái cây gậy như ý. Bán cũng còn được phân nửa. Không, chưa tới phân nửa đâu, cũng còn được 50 40 50 thôi. Dạ, đẹp cực kỳ luôn khỏe chưa bé đẹp thấy bơ phờ vậy bé em cũng đỡ nhiều rồi chị võ lô tết ơi đây thì em cho mọi người xem về được hơn một trăm mấy chục cây gậy như ý mà bé anh bán gần hết rồi em còn được em còn được em còn được khoảng một ít gậy như ý đẹp lắm cực kỳ tốt cực kỳ lọc Hôm nay chị nào đang coi like của em Mọi người cho em một cái nút tim và một cái nút comment nha Chắc hẳn là cái vòng em đang cầm trên tay luôn Chưa ai có đâu Thật sự nói chung ít lắm Hồi xưa những người mà mua hồi xưa là ít nhất là phải 4 triệu mấy một chiếc Là sai là sai 7 ly nha 7 ly 7 ly rưỡi còn size 8 ly mà đạt được cái độ đẹp như em là ít nhất luôn mấy chị mua phải là 5 triệu, 5 triệu hơn đó giờ em làm vòng em tặng á mà vòng tròn này nè em chỉ làm tặng có 6 ly hoặc là 5.5 ly thôi. Là cái size này nè. Em làm uh, size đi thôi. Có ai coi livestream của em ai nhớ em không comment đó. Đó hàng của khách sĩ nè ngày mai giao nè. Em nói thật sự với mọi người luôn là thật sự là cũng lọc lắm luôn. Mặc dù bệnh nhưng mà cũng trời cũng thương. Cũng có khách Mua hàng, nói chung cũng rủng ra rủng rỉnh cũng đỡ mấy chị Đây nè Hello các chị Ai đã mang hổ phách của nhà em, các chị sao, sao em xin comment Cái size này em đang hôm bữa em tặng các chị nè Ai coi like hôm bữa được em tặng là size nhỏ Size này 6 ly Và hổ phách nó cân theo gam Còn size này là size 8 ly Đây là hạt to Và rất là nhiều người thích, đúng không ạ? Em chị nào đang coi like của em Chưa bao giờ mua được chiếc vòng Em đang cầm trên tay Các chị cho em xin comment Chị nào đang coi trên live stream của em Hôm nay em rất muốn Làm cái gì đó tặng lấy lọc Mà lấy hên cho mọi người Nói chung mà để cho thứ nhất là Vừa lâu quay quay lại Cũng phải có chút quà vui vui Chứ lại mình cũng lấy phước Nói chung để giữ lại sức khỏe Thì ai đang coi like Chị nào chưa có Các chị comment chưa có Khẳng định luôn Size 6 ly thì mọi người sẽ có rồi nhưng size 8ly là cái size to em đang đeo hôm bữa em chỉ có được ít chiếc thôi mọi người nhớ không hôm bữa em chỉ có được ít chiếc thôi em mới về luôn ngay cái lúc mà em bệnh á về về cũng được uh, gần một ký hộ phát tính ra theo một ký chưa tính chuỗi nha um, Chào chị Lê Uyên chào chị đẹp Hơi Hộ phát nhà bé đeo tốt lắm chị đeo không còn bị nhức đầu còn may mắn nữa em tháo cái dòng này ra là em có chuyện liền luôn thiệt sự luôn á cái này em không có nói xạo trước đó mấy chị thấy em live stream cũng đau họng rồi nhưng mà em chỉ là ho thôi nhưng mà em vẫn cố like thì nó lại không đỡ cái hôm mà đỉnh điểm nhất là em sốt nặng luôn và em sưng tấy cái họng em lên luôn em không nói chuyện được luôn á rồi kết hợp với xoan nữa nên em bị nặng nề cực kỳ mà kinh khủng lắm kìa mọi người nói chung chưa bao giờ mình bị sốt cái kiểu đó nên mình chưa hiểu kinh khủng cực kỳ luôn xong rồi mới chợt nhớ ra là để quên cái vòng trong cái túi lấy ra đeo liền mấy chị hộ phách 6 ly chị có hai vòng rồi còn 8 ly thì chưa bao giờ với tới chị thùy châu ngô chị nào đang mang hộ phách của em cho em xin một hai cái dòng còm anh được không hồi trước có ai coi like của em mua giá 4 triệu rưỡi năm triệu không cho em xin còm anh đi để cho khách coi like mọi người tin hơn để cho khách coi like mọi người tin hơn mình cần bé tư vấn vòng vòng mệnh kim hôm nay em sẽ làm chương trình tặng còn vòng thì em sẽ ngày mai ngày mốt em sẽ làm chương trình sau khẳng định với mọi người luôn là chưa bao giờ có vì chưa bao giờ em tặng cái vòng 8 ly em đang đeo Nhiều người hỏi lắm mà em không có hàng Em mới về được chị lần đầu tiên đeo hổ phách mà hay lắm đang đau đầu đeo lên không còn nhức đầu nữa hay thiệt đó chị tuyết nhi chia sẻ chị tuyết nhi mới biết em đây có được chắc phải cỡ hai tuần hơn hả chị đúng không em nhớ chị mới mới biết em thôi nhưng em khẳng định với mọi người đeo hổ phách rất là thật sự rất tốt một chiếc vòng em bán mấy triệu nha mọi người nên là hôm nay em sẽ ráng em sẽ ghém lắm em sẽ làm chương trình Chiếc này em đang cầm trên tay Em nói thẳng luôn em nhập vô nha Chắc chắn luôn là trên 3 triệu đồng một chiếc Nếu như mà em nói điêu Cái gì em cũng chịu Chiếc này em nhập vô một chiếc chắc chắn luôn Em không thể nào nói giá là bao nhiêu khoản Nhưng em khẳng định với mọi người một chiếc là 3 triệu hơn một chiếc vòng hộ phát. 3 triệu hơn Hôm nay em sẽ tặng lấy lọc cho ít chị đang coi like của em Hổ phách đeo bình an lắm và không còn nhức đầu nữa Nên bây giờ chị chỉ đeo hổ phách thôi Con chị cũng đeo luôn Hello chị Thảo Mấy bữa nay không nghe bé đẹp like thấy nhớ Nhớ nhiều không <laughs> Nhớ nhiều không mọi người Em về thêm cái này nữa Lấy dùm cái gây gậy vô ý ơi Đẹp thật sự luôn Em về hơn đây mọi người Em về hơn là một trăm mấy chục cây gậy Em về hơn một trăm mấy chục cây gậy Nằm ở nhà Tưởng mất sổ gạo mấy ngày rồi Tại tiền trả mặt bằng nhiều mà Tiền nhân viên nữa Trời không làm được gì hết à, Bán like thì không có like à, Không có like thì làm gì mà có đơn Tại vì nói chung Ý là đơn mà đơn nhiều quá Chứ còn khách mua thì rất ít Khách mua cũng lác đát thôi Vì mình trong năm em like người ta mua nhiều rồi Em về mấy chị thấy đỉnh không đẳng cấp không dạ um, chị uh, em 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 đỡ nhiều rồi nhưng mà em còn bệnh chị hs ơi hổ phách bên anh đeo không còn nhức đầu bình an lắm chị mê những hổ phách lắm mà chưa có giờ vòng chắc còn khó hơn ờ uh, nhớ nè nên bữa thứ sáu ghe qua thấy đóng cửa buồn ghê luôn <laughs> lúc nào cũng đeo hổ phách nhà minh anh thật sự nếu ai coi like của em em khẳng định với mọi người luôn mọi người đó giờ nếu như khách cũ thì chỉ mua được khoảng tầm trên dưới 10 20 sợi thôi chưa mua nhiều đâu vì em bán một sợi là 45 triệu mà một sợi này em nhập vô trên 3 triệu em dám khẳng định luôn Hello chị Nguyệt Minh Nguyễn em chào chị Như Ý Trần chào chế yêu hôm nay em đỡ nhiều rồi đẹp không cây gậy như ý này là không không có làm ở đây cái này em nhập gậy làm từ ngọc hoàng long của tây tạng đã sơn Em về em mới bán sĩ thôi Em chưa bán lẻ Một cây gậy này ở ngoài đang bán Là một cây gậy này nè Một triệu mấy hai triệu Sai em đang cầm nha Sai bé anh đang cầm là Bé anh thấy có chỗ bán hai triệu hai năm mươi Có chỗ bán 1 triệu tá Khẳng định với cái chị luôn Vòng đeo đụng nước nhiều có sao không Chị sửa chua su su Bình thường Bé anh mang đi tắm luôn nè Cái này em mang suốt chị ơi Bây giờ em không thể nào tháo ra Vì em tháo ra là em thấy em bệnh liền mấy chị có tên không tự nhiên đeo quanh năm không sao tự nhiên tháo ra đúng một hôm tôi bị sốt sốt nặng luôn xong rồi nha người á thì nó tê hết buốt hết cả sóng lưng mà nằm không được phải ngồi ngủ là các chị biết không cái cảm tưởng giống như là nó buốt hết cả sóng lưng luôn em sợ quá em sợ em bị covid cái em phải đi khám thì em hỏi bác sĩ nó không phải các chị biết lý do tại sao không vì mình tiêm cái vaccine vô trong người là đa số luôn ai tiêm vaccine xong rồi người ta cũng bị thứ nhất bị rụng tóc chứ không phải là bị covid tiêm vaccine thôi đa số luôn bị rụng tóc ngủ không sâu giấc với thứ hai là bị đau khớp hoặc là bị nhức cái tủy trong xương của mình thì bây giờ em mới bị rồi em mới hiểu cảm giác trời ơi kinh khủng mấy chị không thể nào ngủ được mấy chị thấy không mắt của em hôm nay thăm nhiều luôn á không ngủ được đêm nào hết mệt <laughs> kinh khủng luôn uh... Ờ <laughs> hộ phách rất tốt đeo khỏe lắm bé anh ơi bị ép không mình uống viên bổ phổi hỏi kỳ em tặng có được không chị hs chồng chị hs em nói chị hs nghe lát em sẽ like cái này cho mọi người phải nói là rất là vi diệu luôn chị mới xem thôi mà dứt hết ba sợi rưỡi đây để em nói mọi người em chỉ mới em chỉ mới về xài thử thôi mà em cảm thấy rất vi diệu luôn không phải là em lên like không phải em lên like để em nói để mấy chị mua ba sản phẩm quá lố nhưng thật sự rất đỡ em nói thiệt mấy chị muốn thuốc việt nam không hết chị hs lát em bán cái này cho con chị uống liền cái này là chống virus mới gọi là mới ra bên hàng mà một hộp của nó là tới một triệu mấy lận một hộp một triệu mấy còn một hộp lớn này bên hàng đang bán là gần 3 triệu lận nha rất là mắc Em mua của SSBO Farm Đây là công ty dược lớn nổi tiếng của Hàn Quốc Tại hiệu thuốc lớn luôn Cái này Em về Nói chung em đặt trước khi em bị bệnh kìa Em về đúng cái ngày em bị bệnh luôn mà Cách đó là hai ngày Em mới uống được cái này hai hôm thôi mà em thấy đỡ hẳn luôn trong khi em uống thuốc Việt Nam không đỡ Em có đi hỏi bác sĩ là bây giờ có thuốc nào mạnh không Tại vì em uống thuốc trước đó là một tuần rồi mà không có hết Đó thì bác sĩ nói là do thứ nhất em em sử dụng cổ họng em bán hàng mà em like suốt ngày thì nó chỉ giảm thôi chứ nó không thể nào dứt được thì người ta nói bây giờ cho em thuốc nào mạnh mạnh đi người ta nói bây giờ mà uống kháng sinh vô á là em sẽ giật người em mệt và đặc biệt nó khô nó mất nước là nó sẽ mệt rất là nhiều đừng có sử dụng đừng có lạm dụng thuốc kháng sinh nhiều thì bác sĩ kêu cho em uống cái viên màu màu xanh lá viên dầu rồi ho ho giảm ho thì nó vẫn đau họng mấy chị vẫn nói không nổi mà mệt lắm kìa mấy chị có tin không em thấy cái này nha kết hợp đúng với một viên telanon thôi em nói với mấy chị là đỡ mà khỏe hẳn cực kỳ luôn cái này em về em 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 bán tặng các chị mùi dịch cái này á một hộp nó không rẻ nhưng mà nó rất là hiệu quả cái này á bên trong nó sẽ có hai hộp một một hộp thôi là một, một bên hàn quốc một triệu mấy một hộp nhưng mà các chị uống nha ai đang bị f không hoặc là người nào mà chưa bị f không trong cái này nó là chống virus nhà ngươi nghĩ hơi lâu đó hỉ chị như ý chồng đây là cái này nó sẽ chống virus nó sẽ chống virus cho cơ thể của mình và đặc biệt nó giảm cái tình trạng là virus xâm nhập vào cơ thể và đặc biệt trong đây nữa nó làm tăng cái đề kháng hỗ trợ hệ miễn dịch của mấy chị lên gấp nhiều lần so với cái người thông thường nó mạnh hơn vitamin c nhiều nha vitamin c sẽ hỗ trợ thôi nhưng cái này nó sẽ là chống virus luôn mấy chị nhìn nè đây là cái loại mới bên hàng và đặc biệt nữa dòng này là mua trực tiếp luôn tại hiệu thuốc lớn SS farm tập dòng này được tập đoàn samsung bảo trợ có gmb Châu uống cái này đi sáng em có đăng cái này lên và có nhiều người hỏi lắm rồi đó sáng cũng có mấy chị mua rồi đó về uống thử đi à, chị hs để em like Chị bị đau đầu lâu năm Hiện bây giờ cũng đang đau đầu Nếu đeo hổ phách đỡ đau Thì em bán cho chị một vòng bé đẹp nha Cảm ơn em chị Ngọc Phan Uống cái này nó có cần uống bổ phổi không em chị HS Trong đây có bổ phổi luôn Trong đây có thành phần là tốt cho bổ phổi luôn chị HS Hay lắm Nên nó mắc lắm nó không rẻ Một hộp một hộp bên trong của nó là cho mượn cây cây kéo gì Đây thôi mở ra Alo em đỡ rồi chị Thụy Nguyễn ơi Đỡ nhiều rồi chị Thụy Nguyễn Dạ đây Cái này là một hộp lớn nha Cái này chỉ có bên hàng có thôi Việt Nam chưa ai bán đâu Nó mới ra Tốt cực kỳ luôn Em uống mấy hôm 2 ngày thôi Em bị tổng cộng là 3 ngày Cái ngày đầu tiên là nặng nhất Em uống cái này mà em đỡ Cái này là một hộp lớn khi em bán cho mọi người em bán một cái hộp này thôi Chứ một hộp này các chị mua không nổi đâu Một hộp này cho tới bên hàng đang bán 3 triệu mấy lần Nhưng mà thật sự nó rất tốt Dạ Cái này mấy chị mua một Em em nghĩ là em tách cái này em ra bán Còn quy một hộp lớn 3 triệu mấy mấy chị mua tiền lắm Rất là nặng Cực kỳ tốt Mọi người ai đang coi like mọi người che em anh nút comment Hôm nay em vậy um, bán đi <cười> <cười> Ok chị HS em sẽ like nha mọi người nha ai coi like mọi người cho em anh một nút chia sẻ trời ơi nó còn bệnh đó đỡ hơn nhiều thôi chứ chưa có hết đâu em nặng mà cái chị hạ miệng ra hai bên hai bên núi bên trong ngoài hai bên cái họng bên em nó đỏ chót mà nó sưng luôn nặng cực kỳ hello chị diệu tâm em sẽ ai coi like em biết rồi nhiều người coi like mà nhiều chị nói là mấy chị thích bồng hổ phát lắm em biết cả tuần ra viêm họng vì hóc ớt ta uống 50 ngày kháng sinh tự nhiên ta cắm đầu xuống đất vì cúi xuống quay qua quay lại đầu óc tối thui té chỏng vó uống kháng sinh rất là hại luôn bây giờ mới biết không những bệnh không những mệt còn bị sâu răng và còn bị nóng gan nữa đó ai không bệnh nặng thì đừng uống kháng sinh bác sĩ không cho em uống kháng sinh luôn á để phụ nữ mình uống kháng sinh nhiều nó nóng em sẽ bán cho các chị cái này một cái này cái này nó hay ở như thế này nè là trẻ từ 3 tuổi dùng được loại này là dành được cho trẻ và người lớn trẻ thì một ngày uống hai viên sáng trên 3 tuổi nha dòng này dùng cho trẻ từ 3 tuổi chị nào đang có con đang đi học cho uống cái này cấp tóc đi là giống như là có tiếp xúc với f không nhưng mà nó rất là đỡ luôn là nó sẽ gọi là tăng cái cái hệ, hệ, miễn dịch của mình lên á chứ cái đề kháng lên rất là nhiều lần nên là nếu như có tiếp xúc thì nó cũng không có gọi là bị bệnh hoặc là nó giảm đi cái triệu chứng hoặc là nó đỡ nó không có bị nặng hoặc là nó không có dính f0 luôn thật sự rất là hay em phải nói với mấy chị là em công nhận là em cũng phải thuộc nhận là bất tử rồi em tiếp xúc với f0 hơi bị nhiều luôn em tưởng em dính không đó mấy chị mà trộm vía không có bị em dùng nhiều thực phẩm chức năng cái này à, một hộp này đang bán ở bên hàng một hộp này tính ra giá quan nha là một triệu sáu một hộp nhưng mà em sẽ bán cái chị giá rất là mềm em bán rất là mềm nhưng mà mọi người trong like hôm nay em về em nói trước nha là em đặt chỉ được ít nên em bán cho một người mua tầm hai hộp đổ về vì cái dòng này bên hàng á bây giờ nó không có rẻ em nói chung là em mua nói chung là chị nào trong live stream này có muốn mua thì em chỉ bán một người được hai hộp đổ về thôi mua nhiều hơn em không có hàng đâu em nói trước luôn cái này là phải quen, rất là quen luôn Vì dòng này trên mạng chưa ai bán đâu Em khẳng định luôn nó nó Người dân Hàn Quốc người ta đang sử dụng thôi Người dân Hàn người ta đang sử dụng thôi Chưa có xuất sang thị trường của Việt Nam đâu Làm cậu Nói chung là chị Cái chị mà nhập hàng về cho em á Là chị ruột của bạn em á Chồng của bà làm trong hiệu thuốc Con bú Chị Tuyết Nhi dòng này cho con bú uống được luôn Không bị ảnh hưởng nha không phải là thuốc nó là thực phẩm chức năng nó chứa trong đây nó chứa gọi là hỗn hợp tất cả các loại dược phẩm về vitamin và đặc biệt trong đây nó sẽ có cái thành phần nữa là có hồng sâm trong đây nữa và đặc biệt trong đây nó có cái cái thành phần gì đó mà nó kháng cơ thể nhưng mà nó không phải gọi là thuốc bà bầu dùng được ai đang mắc bầu á, bà đang bị bầu á, mà đang bị dính covid mọi người uống cái này được nha khẳng định luôn Trẻ từ 3 tuổi đã dùng được rồi Trẻ từ 3 tuổi dùng được rồi Còn người lớn như mình nè à, Còn người lớn như mình á Là một ngày 4 viên Mới chống được Covid Corona Bên hàng bây giờ nhiều hơn bên mình luôn á Mà dòng này chưa có bán ra tại Việt Nam đâu Hôm bữa các chị nhớ em tặng các chị một lần bộ phổi không Là ông cậu đó đó là ổng làm trong hiệu thuốc Ông cậu đó ổng làm trong hiệu thuốc Xong rồi ổng mới xuất ra Nói chung là quen biết đó Mới bán được cái giá rẻ là nói chung là gọi là hàng tặng đó đem về đây em tặng cho mọi người còn bây giờ mọi người mà mua một vỉ bổ phổi hơn bữa em tặng nha có chị lên mạng sợt đi 520 trăm hai cực kỳ đắt luôn nay em em nói trước là em em về số lượng ít không có nhiều nên mọi người ơi nếu chị nào mua một người mua từ hai hộp đổ về thôi đừng mua hơn em không đủ nhiều để em bán đâu thật sự luôn á mua 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 ít ít để dành cho nhiều người người ta mua người ta uống thử đỡ lắm không phải nổ nha dòng này cực kỳ cực kỳ cực kỳ hay luôn em phải khẳng định luôn á các chị dùng một viên này với telenon thôi cái này nó nó cân hết luôn nó vừa làm cơ thể mình khỏe mà đặc biệt nữa nó chống virus vì dòng này nó là thuốc chống virus bổ phổi có tính năng bổ phổi ở trong đây không cần phải uống thuốc bổ phổi đó ok si đã hôm hộp này chị thấy bé có đăng bài nè thật sự rất tốt chị hoa ngọc em đăng lên em chưa kịp like luôn á mà sáng giờ cũng phải tám chín người mua rồi mình ăn thuốc này không bị cũng uống để phòng ngừa đúng rồi chị thùy châu ngô nó là thuốc chống virus đó chị thùy châu ngô em không bị nè em uống bên hàng người ta đang dùng loại này đó chị thùy châu ngô nhưng mà nó chưa xuất sang thị trường việt nam đâu chưa đâu ít nhất các chị phải đợi 3 tháng nữa nha, Việt Nam mình mới bắt đầu bán. Em khẳng định các chị luôn, vì cái này là mua trực tiếp tại hiệu thuốc lớn SS BioPharm, SS BioPharm là ngang ngửa với lại cao quang đông, hai gọi là hai cái công nói chung là hiệu thuốc dược phẩm lớn nhất nổi tiếng của Hàn Quốc luôn. Đó, kia cao quang đông nè với lại SS BioPharm, hằng BioPharm rất nổi tiếng. Các chị cứ lên tìm hiểu. Nhưng các chị cứ lên chờ đi Ít nhất em mấy chị phải đợi 3 tháng Thì Việt Nam mới bán cái loại này Em khẳng định luôn Bây giờ mới ra bên hàng thôi Bê người Hàn Quốc người ta đang dùng cái này Cứ một ngày trẻ con đi học á, Là bà chị nói một ngày là cứ cho nó uống hai viên từ 3 tuổi là dùng được còn người lớn mình một ngày là dùng 4 viên sáng sau khi ăn hai viên tối sau khi ăn hai viên uống đi ngừa covid cực kỳ hay luôn đó các chị uh, xài thử đi của hàng một hộp lớn này bên bên hàng tính ra là ba triệu mấy nè cái này nó tốt hơn cả gọi là cái loại là tinh dầu thông đỏ tinh dầu thông đỏ là hỗ trợ về sức khỏe nhưng loại này bây giờ là cần thiết nhất nó là chống virus à, các chị mua mỗi người một hộp hai hộp để dành ở nhà uống à, <laughs> bây giờ em sẽ lên nha ai coi like mọi người cho em anh một nút chia sẻ like nha mọi người ai coi like mọi người cho em anh một nút chia sẻ like hộp này ai đang coi like của em chị nào chị nào đang coi like chị nào bây giờ em nói thẳng luôn bây giờ còn em một hộp này bên hàng đang bán một triệu sáu chị vân gì ba một hộp này bên hàng đang bán một triệu sáu em nói thẳng luôn bây giờ em chỉ có được đúng khẳng định cho mọi người luôn bốn hộp em chữa nhà còn 40 hộp đúng bốn chục hộp đó muốn mua phải gửi nhưng mà phải là bác sĩ quen ở trong đó mới mua được cái giá rẻ chứ còn đặt về đây mà bán người ta không cho bán đâu khẳng định luôn loại này chưa cho xuất sang bên nước ngoài ý là mình mua là em xách tay á, là em là gọi là gửi nhỏ lẻ về mới có loại này bây giờ chưa chưa cho xuất đâu vì người ta mới bán trong nước thôi các chị chào chị nguyễn thị hồng phương cực kỳ tốt chị nào muốn tìm hiểu em sẽ gửi cái link web của bên hàn quốc cho các chị coi cái dòng này cực kỳ hay luôn em dùng hai ngày hôm nay mà đỡ hẳn luôn một hộp này bên hàng đã bán một triệu sáu hôm nay uh... dạ chị hs chồng <laughs> ok chị hs chồng hôm nay chị nào uh... hôm nay em sẽ vừa vừa bán vừa tặng ok hôm nay chị nào lấy uh... <laughs> bốn chục hộp nha nên lưu ý nha ai mua là mua từ hai hộp đổ về thôi chia cho người khác mua chị nào lấy ghi giùm em là tăng đề kháng ai lấy comment cho em là tăng đề kháng nhật các chị nha viên tăng đề kháng có mặt ốc anh vũ không minh anh chị trần phương em chưa có về khi nào em về em sẽ like chị nào lấy hôm nay em anh bán tặng các chị một hộp em đang cầm trên tay một hộp Hôm nay em đỡ nhiều rồi chị Nguyễn Phương Một hộp này em đang cầm trên tay Ghi giùm em viên tăng đề kháng Em bán tặng các chị trong live stream ngày hôm nay 1 triệu 100 nghìn đồng một hộp 1 triệu mốt một, một hộp Viên tăng đề kháng Bảo đảm với mọi người luôn Uống cái này vừa khỏe Vừa tốt và đặc biệt các chị muốn khỏe nữa Các chị kết hợp với sữa non Cực kỳ tốt Một hộp này các chị dùng cho em Các chị dùng cho em sáng hai viên tối hai viên trẻ trên 3 tuổi trẻ trên 3 tuổi dùng được tối tối sáng cũng một viên tối một viên trẻ thì ngày hai viên người lớn mình ngày bốn viên em bảo đảm với chị luôn đỡ cực kỳ hôm nay em đỡ nhiều chị Xuân Quỳnh ai lấy cái chị ghi dùm em viên tăng đề kháng cực kỳ tốt loại này nó sẽ hỗ trợ vừa nó vừa là tốt cho phổi luôn nè và đặc biệt tốt cho cả gọi là cả cơ thể và nội tạng của mình luôn cái này cực kỳ hay 1 triệu 100k Chị nào lấy ghi là viên tăng đề kháng nha Ờ. Uh, hello chị Lan Nguyễn ạ à. Đợi mãi luôn Hôm nay mới coi like Em đỡ nhiều rồi uh, Có nhiều người nói em ơi Em ơi đợi em nãy giờ cái vòng hổ phách Các chị đang đợi cái vòng hổ phách em làm chương trình nè à? Có ai đang đợi không Các chị cho em xin comment nha Cái này qua lấy liền nha Ê lộn quên ngày mai qua lấy liền uống nha chị HS cái này ngày mai chị HS qua lấy liền uống đi Đỡ hẳn luôn á chị HS Giảm mà đặc biệt nó khỏe cực kỳ luôn chị HS Uống vô tự nhiên thấy nó khỏe cực kỳ Chị nào Chị nào đang đợi em tặng cái này đâu ạ Một hộp này Một hộp này là 360 viên Nhưng mà nói trước Ai mà muốn thấy bài đăng này Phải đợi phải ít nhất luôn Việt Nam mình 2-3 tháng mới bán Vì em hỏi bên Hàn Quốc rồi Chưa sức Chưa sức chưa xuất sang Việt Nam bán đâu nên người ta chưa có đâu chỉ có gọi là bác sĩ dược mà loại nói chung là làm ở trong SS Bio Farm là bóc thuốc đó, hoặc là làm trong dược đó mới bán thôi em nhờ mua giùm đó các chị mà các chị biết là phải gửi gửi về ít 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 mới đủ hàng á chứ không chứ người ta lại không cho gửi nhiều gửi nhiều người ta lại nghi người ta không cho bán người ta không mua cho về bán người ta chỉ cho giống như mình mua để mình uống thôi người dân hàn quốc người ta mua để người ta uống thôi đúng rồi công dụng viên đề kháng như thế nào ạ à? ngăn ngừa covid ai đang bị covid uống cái này nó sẽ hồi phục covid rất nhanh và đặc biệt trong đây có bộ phổi luôn dùng được cho trẻ từ 3 tháng và người đang mang thai dùng được không ảnh hưởng nha chị ờ à, đúng rồi đang chờ mô hình nè hay cực kỳ luôn nói chung là khuyên mọi người em không nói xạo đâu em không nói xạo đâu em chỉ về được bốn chục hộp là tính ra bốn chục hộp là bốn chục hộp nhỏ nha là chỉ có được 20 hộp này thôi um, hôm nay em anh sẽ hoan hỷ ok hôm nay em sẽ hoan hỷ đang đợi em <laughs> em tặng nè vậy thì bây giờ nha em tặng mọi người lấy vui lấy hơn được không ạ ai coi livestream mọi người cho em anh một nút chia sẻ trời ơi vậy là em hoan hỷ lắm luôn á em sẽ ui trời em sẽ hỗ trợ cho 20 chị đi không 20 chị ít quá hả em đang bệnh thôi bây giờ 30 người đi em sẽ hỗ trợ cho 30 người đang coi livestream của em em nói mấy chị hàng em đã like em không nói xạo đâu em sợ mang nghiệp lắm giờ em đang bệnh em nói thiệt mấy chị em không có nói tầm bậy tầm bạ bắt người ta mua đâu nhưng thật sự em uống em thấy đỡ hẳn Em muốn mấy viên của Việt Nam không đỡ, một cái viên dầu thôi không đỡ. Ai đang bị Covid cho uống liền. Ai đang bị Covid cho uống liền. Chị nào ai đang bị Covid cho uống liền, chị nào mà chưa bị Covid hoặc con chưa bị đang đi học. Các chị cho bé uống liền cho em luôn. Uống liền cho em. Em khẳng định với mọi người luôn, chỉ có hàng mới có thôi. Dạ, mới ra luôn, mới ra luôn mà người người Hàn Quốc người ta xài rất rất là nhiều các chị ơi đỉnh cực kỳ cực kỳ tốt thôi bây giờ em nói như thế này nha em sẽ vừa bán vừa cho vừa tặng em sẽ ra lọc 20 hôm nay ngày mấy nha thôi bây giờ em sẽ ra lọc 30 chị đi 30 người 30 người đang coi livestream của em tại vì trên bao nhiêu nhiều quá Tại vì cái này em tặng mấy chị rồi mà còn tặng nữa em tặng không đủ em sẽ vừa bán lấy lọc lấy hơn 30 chị 30 người nha em anh sẽ tặng cái vòng hổ phách 8 ly em đang cầm trên tay của em được chưa 30 người em sẽ tặng các chị không đồng lấy hơn ai đang coi cái live stream ngày hôm nay em anh tặng nhớ giùm em là em chỉ tặng có một like thôi nha em không có tặng thêm like nào đâu các chị ghi là tăng đề kháng Nãy giờ chị nào mà comment viên tăng đề kháng Em thấy nhiều người lấy lắm Các chị comment lại đi Viên tăng đề kháng em tặng cho một cái vòng hổ phách Em đang cầm trên tay Sai 8 ly Nếu không tính không đúng 8 ly Bao nhiêu cũng đền Y chang em đang đeo Được chưa Em nói mọi người nha Chỉ có Hàn Quốc nó mới hay thôi Nó ra mà em nói mấy chị là kinh khủng hay kinh khủng Em nói nè Không phải em nói gì một người mua giùm em nếu ai mua từ hai hộp thôi ai mua từ hai hộp giùm em thôi đừng mua nhiều quá em sợ không đủ đâu để dành cho người khác mua được chị thủy đạt nếu mua hộ mua hộ mua giùm đúng không dạ được chị được chị thủy đạt 360 viên 360 viên một ngày nha dùng cho em người lớn mình dùng một người lớn mình dùng cho em người lớn mình dùng cho em là bốn uh, viên con nít mình dùng hai viên Thật sự giữa mọi người luôn ấy Là về nhiều hơn cũng được Nhưng mà về lắc nhắc lắm Ở bên đó người ta không có cho mình Mua nhiều một lúc Các chị hiểu không ạ Nó mới ra nên là mình mua là phải từ từ Nó không cho mình Về nhiều một lúc đâu Em nói với chị sáng giờ hơn 8 người mười Mua mà nhân viên báo giá một triệu sáu đó Mà 8 chị đều lấy hết Khẳng định luôn Tốt cực kỳ Viên này là viên tăng đề kháng đang covid hoặc chưa covid cho dùng ngay cho em telonon chỉ giảm đau thôi hỗ trợ hạ sốt thôi nhưng dòng này là chống virus chống covid nhưng mà em hạn chế nó chữ covid em nói là virus dành được cho mọi người luôn dạ được nếu chị nào mua dùng em sẽ hỗ trợ tặng vòng cho mọi người hello cho chị mai ly cái này cái này cực kỳ nổi tiếng và đặc biệt rất nổi tiếng bên hàng dạ các chị Dòng này có kiểm định và có GMP và đặc biệt dòng này các chị nhìn nha. Nó được chứng nhận HLOS luôn. Có tập đoàn Samsung bảo trợ. Giờ đây. Đây mọi người. Đắt rất là xa. Cực kỳ tốt. Nghe em đi. Em khẳng định với mọi người luôn. Vài hôm nữa em phải đặt gấp bên hàng về bổ khớp. Thiệt luôn. Em phải đặt gấp bên hàng. Kéo mấy cái hộp đó ra đi để đọc số lượng đi có ít rồi à. em phải đặt gấp bên hàng em phải đặt gấp bên hàng bổ khớp uống mới được trời ơi, bây giờ em sợ thiệt sự luôn các chị hiểu cái cảnh mà nằm trên giường mà không ngủ được nó đau mà em nói em đau mà mẹ em nói chỗ gì mà diễn tả như mấy bà mang đẻ vậy mẹ em nói em chưa đẻ luôn á mấy chị mà em nói sao đau như mấy bà đẻ vậy mẹ nó kiểu nó đau tủy luôn á đau trong tủy luôn đi khám bác sĩ nha cái bác sĩ khám cho em là bạn thân của các ông bác sĩ làm trong chợ rẫy luôn cái ông hôm bữa ổng tiêm covid đợt đầu á lúc mà giả chiến á ổng chớp luôn á mấy chị nên là có những người người ta giật do thuốc chống covid á người ta tiêm vô người ta bị giật nên là ai mà chưa bị cái chị dùng đi tốt cực kỳ luôn khẳng định cho các chị luôn các chị nên sử dụng um, mấy ngày không thấy bé lai mọi người đều nhớ <laughs> cảm ơn chị mai Liên Uh, uh, chị bích hằng trần <laughs> chị biết Hằng Trần đang vui chị chị sướng nè chị đang sướng nè vừa có hàng tốt mà vừa được tặng quà hỏi chị Bích Hằng Trần đi em ơi thích vòng hộ phách lắm mà mua rẻ nhất của em cái vòng hộ phách 3 triệu rưỡi 4 triệu rưỡi sai 8 ly em mới về luôn hôm nay em nói ông trời Phật thương em nay em hoan hỷ em tặng quà cho khách cho em đỡ bệnh em giảm bệnh được gì, chuyện gì em cũng cái gì em cũng muốn hết em nói nha con con em thắp nhang luôn mà em nói với mấy chị kiểu em nói thiệt luôn em sao em nói thiệt mấy chị luôn á em tưởng sắp chết luôn á không mà mình nói mà mình sợ thì thiệt sự luôn á chưa bao giờ hiểu cái cảm giác nó nóng lạnh mà nó rợ người kinh khủng quá sợ chưa bao giờ em nghĩ like ba ngày luôn chỉ vì sốt nặng thôi mấy chị hello em chào chị huy gia chào tất cả các chị đang coi like mở cái hộp này ra luôn đi mở cái hộp này ra mở hết đi để đếm số lượng như gì dạ hello em bị uh, viêm họng mà nó dẫn là tấy nặng luôn á chứ em bị xoan á chị ngọc thái mà em đi test pcr không có covid vi diệu chị ơi tin không tin được em nghĩ em covid đó chị mà không có là không có em coi cái nồng độ luôn vì cái người mà người ta có bị lướt người ta uống đi người ta lướt qua thì test pcr nó sẽ ra còn cái này của em là không ra, không có đó chị ơi Nhiều người cứ nói Tại vì đợt em, em, em ở chung Em, em với Hân làm việc chung nè Ở chung nói chung cũng là 16 trên 24 tiếng rồi Mà các chị ơi Hân bị Covid mà em ăn chung ngủ chung không bị Covid Em cũng tưởng em dính rồi đó Nhưng mà nó lại không bị mấy chị Đợt này em cũng tưởng em bị nhưng mà lại không bị Trời ơi em nó vi diệu vậy Hay là test không ra không Nhưng mà vi test không có Nặng kinh, kinh khủng luôn <laughs> ai coi like mọi người chia sẻ lấy cái đồ kéo rạch ra cho lẹ duy lấy cái kéo rạch ra ừ. hai bên đầu nè um, dạ ok để giờ em đọc tên nha ai coi like mọi người cho em anh một nút chia sẻ một triệu Ờ uh, một triệu mấy quá rồi một Chịu triệu mốt một. một triệu mốt một hộp tặng đề kháng chống virus nha các chị chống virus nha dạ đây cứ uh, không để tôi mở cho bà cứ kịp khui hết ở trên like đi để tôi mở cho ai coi like chia sẻ like um, chị cô mèo đáng ra nha mấy chị phải mua hai ba hộp đề kháng em mới tặng được cái dòng luôn á mà thôi hôm nay em nói hôm nay em hoan nghỉ ông trời thương em cho em hết bệnh mua một hộp em cũng tặng dạ được không ạ um... <laughs> ờ cái chị mua sữa non nữa uống sữa non đi tốt cực kỳ luôn á em lát nữa em sẽ la thêm chút sữa non dạ bé 13 tuổi dùng được một ngày hai viên người lớn mình một ngày bốn viên chống virus trong cơ thể luôn bé bé cái này dùng được cho bé từ 3 tuổi rồi bà bầu dùng được luôn bà bầu dùng được luôn không phải thuốc nha mọi người thực phẩm chức năng bà bầu dùng được luôn bé từ 3 tuổi dùng được bé sau khi ăn một viên một hộp là hai lọ à em chị thủy đạt đúng rồi một hộp bên trong là sẽ có hai lọ một hộp bên trong là sẽ có hai lọ Một lọ này 360 viên Tính ra cũng dùng rất là nhanh Một ngày là mọi người dùng 4 viên rồi đó Người lớn một ngày dùng 4 viên Còn uh, còn uh, người lớn một ngày là dùng 4 viên Còn con nít một ngày dùng 2 viên Một hộp này là một triệu mốt nha Chứ không phải một hộp lớn đâu nha Một hộp lớn này bên hàng đang bán là 3 triệu mấy lận Một hộp lớn này bên hàng là 3 triệu hơn lận còn một hộp này mới là một triệu mốt nha mọi người lưu ý ừ. Dạ Ok để em đọc nha chết rồi còn bên nhiều quá Em nói nè Thật sự nhiều hơn 40 hộp em vẫn có Nhưng mà đặt về rất là chậm Sữa non nghe thông báo là Có thể là sáng mai em nhận được Nay em mới hỏi nay Dạ ok chị HS chồng Em mới hỏi Em mới hỏi bên hải quan Thì mới báo có thể là sáng mai em nhận được rồi bây giờ để em đọc lại. Một hộp ghi dùm em một hộp à, chống đề kháng, một hộp tăng đề kháng nha mọi người. Ai coi like mọi người cho em xin một cái comment đi ạ. À. Chị nào khách mới để lại cho em một cái comment nha mọi người nha. <laughs> Trời ơi, bây giờ mới biết bị bệnh rồi. Em bây giờ em không dám uống nước đá nữa luôn á mọi người ơi quá sợ, Dạ, kinh khủng luôn. Dạ ok, để em đọc nha. À, chị HS Trần chị hs trần một uh, tăng đề kháng chị hs trần có đơn nè uh, thu anh nguyễn hai hộp thu anh nguyễn hai hộp tăng đề kháng cho chị thu anh nguyễn ai đọc được đọc tên các chị comment dùm em nha ai khỏi ai ai uh, ai mà ai mà ai mà chưa ai mà ai mà chưa đọc thì các chị comment lại thôi chị bích hằng trần hai hộp viên tăng đề kháng cho chị bích hằng trần hai hộp cho chị bích hằng trần Ai coi like mọi người cho em anh một nút chia sẻ nha mọi người nha Chị Bích Hằng Trần 2 nè Chị uh, chị Nguyễn Thảo 1 cho chị Nguyễn Thảo nè Nguyễn Thảo 1 nè Chị Linh Uyên 1 tăng đề kháng cho Linh Uyên nè Chị Châu Võ 1 tăng đề kháng cho chị Châu Võ nè. Kim Thư Tô Kim Thư 1 Ai coi like chia sẻ like giùm em Chị Thu Hà Nguyễn 1 tăng đề kháng cho chị uh, Thu Hà Nguyễn Dạ, chị tuyết trần một hộp tăng đề kháng cho chị tuyết trần ai khách mới các chị đợi em xíu nha chị uh, Kitty khanh một hộp tăng đề kháng cho Kitty ti khanh uh, chị uh, chị một hộp này là một triệu mốt nha chị thủy đạt một hộp này là một triệu mốt uh, chị thủy đạt hai hộp hai hộp cho chị thủy đạt một hai cho chị thủy đạt có đơn nè Chị Quý Nguyễn một hộp tăng đề kháng cho chị Quý Nguyễn Chị Hoa Ngọc một hộp tăng đề kháng cho chị Hoa Ngọc à, Chị Lâm Tuyết Phương một Em đọc hơi chậm nha Từ từ mấy chị đợi em xíu Lâm Tuyết Phương một Mi Mi Một viên uống tăng đề kháng cho chị Mi Mi Chị Xu Huỳnh một nè Ai coi like chị sẽ like dùm em nha Ok chị HS Trần thêm một cho chị HS Trần Hello chào mọi người mới vô HF Trần 1 HF Trần 1 thêm một nè Chị Thu Anh Nguyễn hai hộp đề kháng cho Thu Anh Nguyễn 1 2 cho Thu Anh Nguyễn có đơn Chị Nguyễn Thị Hồng Phương Tăng đề kháng một hộp cho Nguyễn Thị Hồng Phương có đơn Chị uh, Nguyễn Thị Mỹ Diền hai hộp viên uống tăng đề kháng cho chị Mỹ Diền Ai coi like mọi người chia sẻ nha 1 2 cho chị Mỹ Diền chị Thùy Châu Ngô một hộp tăng đề kháng Thùy Châu Ngô một hộp tăng đề kháng cho Thùy Châu Ngô Ủa sao quá trời vậy trời Thùy Châu Ngô một nè Chị Tú Huệ một nè Có đơn cho chị Tú Huệ nè Chị Linh Uyên một có đơn cho chị Linh Uyên nè Chị Thương Diễm một tăng đề kháng cho Thương Diễm nè Chị Tuyết Nhi một tăng đề kháng cho chị Tuyết Nhi Trời nay không dám đọc to luôn á mấy chị ơi Chị Nguyễn Thủy một tăng đề kháng cho chị Nguyễn Thủy Ai khách mới các chị cho em anh một lúc chia sẻ nha Chị Nguyễn Thủy bé anh đọc rồi Chị Nguyễn Thủy Ngọc Hữu một tăng đề kháng cho chị Ngọc Hữu Chị Ngọc Phan một hộp tăng đề kháng cho chị Ngọc Phan Có đơn rồi chị Ngọc Phan Chị Thủy Đạt bé anh đọc rồi Chị Mai Liên Chị Mai Liên một hộp tăng đề kháng cho chị Mai Liên Chị Cha Mét trần em đọc chưa chai mét trần một hộp tăng đề kháng là chị chai mét trần nè um, hết còn chưa ai coi like chia sẻ trời lẹ vậy ai coi like các chị chia sẻ like dùm em nha thôi đọc tiếp chai mét trần rồi chị uh, nguyễn thị thu liễu rồi ngày mai phải hỏi đọc tiếp rồi đó mấy chị còn bên sau là bó tay luôn rồi đó cháy luôn rồi đó ngày mai phải đợi đọc tiếp này. chị nguyễn thị thu liễu một cho nguyễn thị thu liễu nè chị uh, bích hằng trần 2 1, 2 từ chị bích hằng trần ở đi em chốt dư nha em không dám nhận đơn nha Hên suy á chị bích hằng trần rồi nè chị ngọc thái một hộp đề kháng cho chị ngọc thái cực kỳ tốt luôn mọi người um, chị phan hoa một viên tăng đề kháng một hộp cho chị phan hoa cho biết trần em đọc tên rồi mấy người còn bên sau em chốt dư nha bây giờ nhà em hiện tại là không còn hộp nào hết luôn rồi đó Ngày mai nói chung em hỏi coi có mua được nữa hay không Em mới dám nhận đơn nha Em nói chốt dư nha chứ em không dám chốt nha Em nói thiệt luôn á Rồi em đọc tiếp Chị Mai Anh Đinh là một tăng đề kháng nè Chị Cha Mét Trần đọc rồi nè Chị uh, Hello uh, Tiếp theo nha Chị uh, Cha Mét Trần bé Anh đọc rồi nha Chị Nguyễn Nhung một hộp tăng đề kháng Chị Tuyền Lưu một đề kháng Ờ uh, chị huỳnh hồng nguyệt một hộp tăng đề kháng cho huỳnh hồng nguyệt cái này ăn no rồi uống nha chị ngọc phan em đọc rồi nè chị loan cuốn một hộp tăng đề kháng chị hồng trang để lại cho em số điện thoại nha có hàng em gọi chị hồng trang một nè chị kiều nhi nè ba hộp tăng đề kháng cho kiều nhi nè 1, 2, 3 cho kiều nhi nha chị thùy phan một hộp tăng đề kháng cho thùy phan chị uh, chị hs trần bé anh đọc rồi nha uh, chị khang trần một nè chị huy gia một nè rồi chị thùy thanh hello chào chị lan đinh chị huy gia em đọc chưa em đọc rồi đúng không chị Va ca nguyễn một nè chị nguyễn thị hồng phương em đọc rồi nè um, dạ dạ ok chị thu anh nguyễn thảo vi một hợp tăng đề kháng chị lan đinh một nè rồi em đọc tiếp nha chào chị thuận thành võ thị chị mỹ diền đọc chưa mỹ diền đọc rồi đúng không mỹ diền em đọc rồi Ngọc Hữu đọc rồi, Huy Gia đọc rồi, Thụy Nguyễn một nè, cô Mèo đọc rồi đúng không? Chị Ngọc Thái đọc chưa? Chị Ngọc Thái ghi giùm em lên một viên hộp một hộp tăng đề kháng đi. Chị một hộp tăng đề kháng, tặng cốc được không Minh Anh? Chị mê của cốc nhà Minh Anh quá, dạ được. Ok chị Thúy Phượng luôn. Chị Thúy Phượng một hộp tăng đề kháng cho chị Thúy Phượng. Em em like rồi đó, mọi người có thấy em comment không? Chị Vi Nguyễn một hộp tăng đề kháng cho chị Vi Nguyễn. Dạ đây, em nói lại lần nữa nha em nói lại lần nữa nha mấy chế em like cái này xong em sẽ like qua cái dòng thật sự rất tốt luôn nhưng mà à, có thể là ngày mai thông quan nhận được Và em sẽ like cho mọi người cái này nè mọi người các chị chỉ cần về nha mấy chị chỉ cần về cái chị dùng cái viên này mấy chị một ngày á mọi người cứ một ngày cho em ăn no xong hai viên tối ăn no xong là hai viên là dành cho người lớn Còn trẻ từ 3 tuổi mới sử dụng được Dưới 3 tuổi không dùng được Bà bầu dùng được Cái này là cái chống Covid luôn Chống Corona của bên Hàn Quốc luôn Mới ra Hay lắm chống virus Khi uống cái này vô cơ thể mình sẽ tăng Cái hệ miễn dịch lên rất là cao So với khi các chị uống C thông thường C chỉ hỗ trợ làm tăng cái đề kháng thôi Còn cái này là hỗ trợ hệ miễn dịch Với lại giống như cái người mình nó có cái khang trắng á Nó sẽ giúp khỏe hơn và mấy chị nói chung mấy chị có va chạm với những người mà người ta bị bệnh hoặc này nọ nói chung mình vẫn lướt được nói chung là mình có thể tiếp xúc với người ta ăn chung luôn cái nồi cơm luôn nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều cái này đang đang bán bên hàn quốc rất là mạnh chưa xuất ở đây đâu cái này uh, có haccb đạt kiểm định hisos và đặc biệt có gmp một hộp này em đang cầm là uh, một hộp đang cầm là tính ra là bao nhiêu 360 viên là 1 triệu một triệu mốt nhưng mà dùng rất là hay dùng rất 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 là hiệu quả luôn uống xong cảm thấy khỏe và đỡ hơn rất là nhiều các chị ai mà trên 3 tuổi á, mà 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 có bệnh đồ này nọ thì cho bé dùng đi hay cực kỳ luôn bé một ngày hai viên nha nhắc lại nha chị nào không biết thì nhắn tin qua trong tin nhắn bên em tư vấn chị loan cuốn em thêm một hộp mua hộ nữa nhé ok chị loan cuốn chúc dư nha những người đọc sau là chúc dư nha em nói trước nha để ngày mai em gọi bên hàng em hỏi coi có được không tại vì cái này là mua gọi là mua cũng gọi là quen lắm luôn á đợt em tặng mọi người là một cái đợt là bổ phổi là người, là giống như là an ninh của hàng luôn á là người ta phát cho cư dân của hàn quốc mỗi người một cái hộp bổ phổi đó để uống cho gia đình luôn người ta tặng miễn phí nhưng mà khi về đây có những người bán rất là cao một hộp đang bán mà bữa em sệt lên trên mạng cho mọi người xem mới có người ta ta bán năm trăm mấy chục ngàn một hộp bổ phổi luôn nhưng trong đây nó có bộ phổi rồi các chị không cần phải uống bộ phổi nó có bộ phổi luôn và đặc biệt nó có một cái thành phần nữa là nó trong cái hỗn hợp này vitamin đủ loại á nó sẽ có một cái thành phần nữa là hồng sâm nên là khi mà người nào mà đang bị bệnh ốm nhiều á các chị uống cái này nè nó sẽ làm cho cơ thể mấy chị khỏe ôi trời ơi em nói với mấy chị là công nhận nha em mạng em cũng lớn á nhiều lúc em cũng tưởng là em thiệt á thiệt luôn á chưa bao giờ mà em bệnh em sốt mà mặt em nó đờ đẫn tới nỗi mà em phải niệm mẹ quan âm luôn á là mấy chị hiểu rồi đó bình thường em mệt ví dụ giống như trưa em mệt thôi em ráng ráng tối em lên lai vẫn được nay ba ngày liên tục quá trời người nhắn tin hỏi thăm luôn mà không trả lời được luôn khách cứ tưởng là mình có chuyện gì xảy ra không đó nhiều người hỏi nhân viên quá trời luôn có nhiều nữa bé anh ơi bé anh có làm sao không vậy thiệt luôn á thật sự luôn nên nhiều vậy nhiều khi thấy cũng thương tự nhiên mình bán hàng online cái nhiều người coi like mình cái khách cũng thương à, tự nhiên có nhiều chị thương em dễ sợ luôn cái tự nhiên thiệt thấy người ta hỏi thăm mình nhiều cái mình tự nhiên cũng mũi lòng cũng nằm khóc nhà nữa em đúng gì cũng khóc mấy chị tự nhiên thấy khách thương mình quá các tự nhiên à, thay giống như tuổi thân sao đâu có người đồng cảm tự nhiên cũng khóc nhè thiệt luôn á tự nhiên mình không sao mình đang bệnh không sao mà ai mà vô hỏi thăm xíu cũng khóc nhè nhiều <laughs> người nhắn tin cũng khóc nhè hết thương dễ sợ luôn á à, một như một hộp với em chào chị mi trần một hộp này em đang bán là một triệu mốt tăng đề kháng rất là hay Ờ à, dạ chị hồ linda một hộp tăng đề kháng cho chị hồ linda em qua nha em nói vậy thôi các chị thấy đi những dòng sản phẩm mà có chữ farm là nó là dược phẩm, hiệu thuốc. Samsung Farm, Bio Farm, SSBO Farm, Ca Quang Đông Farm. Đó. Cái thuốc bổ mắt hơn bữa em bán cho các chị cũng là của hiệu thuốc luôn đó. Các chị dùng đi cực kỳ tốt, bảo đảm với mọi người. Mấy chị dùng cái này mà mấy chị thấy đỡ. Chị nào con đang bị ép không? ngày mai em nãy em thấy có hai ba chị nhắn đang gia đình bị ép không ngày mai ghé lấy cái này trước đi ngày mai ghé lấy cái này trước đi <laughs> vòng để em sơn cho mọi người xong rồi mọi người qua lấy ngày mai lấy ghé nó về uống trước đi đỡ lắm á cực kỳ cực kỳ tốt luôn mình anh dễ thương và vui vẻ ai cũng mến <laughs> em cảm ơn chị bây giờ em sẽ lên cho mọi người <laughs> cái dòng này nhưng mà chắc khoảng có thể ngày mai em về em sẽ like mới hỏi bên uh... hàn quốc xong các chị kết hợp cho em cái này với các chị kết hợp cho em một loại nữa đi em bảo đảm như các chị luôn hỏng tốt em trả lại tiền cực kỳ tốt em phải nói với mọi người là em sẽ bao giá thị trường cái dòng này luôn bà cho bà cho khách coi lại cái uh, hộp sữa non đi. thật sự với mọi người luôn à coi hình á ở trên facebook á Em sẽ like cho mọi người sơ cái này Em anh sẽ like cho mọi người sơ cái này Hiện tại ngày mai em trả đơn nữa Thì em còn dư được một ít sữa non Cái này là sữa dê Đợt trước em về là sữa non, sữa dê Nó có phức hợp là sữa dê ở bên trong Nhưng mà ngày mai á, chắc là cặp bến thông quan xong á, Là nó sẽ về một loại Nó là sữa non Nhưng mà sữa non lớn nổi tiếng 365 Và đặc, đặc biệt được tập đoàn Lotte người ta tập đoàn Lotte người ta là là được cấp phép luôn á và lưu thông sản xuất qua châu Âu thì khi mọi người uống cái sữa non đó nó sẽ hỗ trợ thứ nhất cơ thể mình khỏe mạnh thứ hai tăng cường sức đề kháng và thứ ba chị nào đang bị bệnh vặt ốm đau là cái chị chị dùng hoặc là ai đang mang thai ai đang cho con bú dùng được luôn cho bé dùng được sữa non đó luôn cực kỳ hay đây mọi người Hôm nay em sẽ bán tặng các chị trong live stream ngày hôm nay Hôm nữa để cho các chị trải nghiệm Ai coi like bắt là gì vậy Ai coi like mọi người cho em anh nút comment nha mọi người nha Sữa non cực kỳ nổi tiếng luôn Đợi em tí Em bảo đảm luôn nhiều chị sẽ rất rất là thích luôn Đây nè Đây nè Sữa non Đây Qua giờ cũng nhiều người nhắn hỏi lắm Hộp này bây giờ bên hàng đang bán cũng cao lắm Không rẻ đâu Mấy người mà bán được giá chín trăm mấy chục ngàn Bây giờ Là bây giờ không có giá đâu Bây giờ mua một hộp Đây là chị Phượng Nguyễn đang coi like nè Sáng chị Phượng Nguyễn mới hỏi bé anh xong Cái này là chị Phượng Nguyễn Chị Phượng Nguyễn mua đi Sáng Phượng Nguyễn mới hỏi em cái này là bị ép không là mua đi Viên uh, viên chống virus hay cực kỳ Tăng đề kháng Chào chị Nguyệt Minh Nguyễn Nay em đang còn bệnh em like nó hơi chầm xíu Mọi người coi like mọi người đừng có buồn ngủ nha Dạ đây 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 là cholesterol protein 365 Dạ đây đây là sữa non nó nó được gọi là hello bé anh nay bớt bệnh rồi còn nghe giọng khàn khàn em đỡ nhiều đây là một trong những loại sữa non nhà bé anh nổi tiếng bên hàng luôn và đặc biệt nó có kháng thể trong cơ thể kháng thể huyết á igg cao nhất trong tất cả các loại sữa non trên thế giới Loại này là được tập đoàn Lotte Người ta bổ trợ luôn là các chị hiểu rồi Nhưng loại này chắc xương khớp vô cùng nha kháng thể tự nhiên cung cấp canxi protein và đặc biệt là cung cấp kẽm các chị thấy không bây giờ các chị cứ lên mạng đi dũng sĩ hỗ trợ chống dịch bây giờ cứ lên mạng nha là người ta hỏi giảm nguy cơ bệnh mãn tính bây giờ các chị cứ lên mạng các chị coi đi là hở tí đụng vô cái gì luôn á các chị lên sọt đi thực phẩm chức năng uống để hỗ trợ mùa dịch nó sẽ ra một là sữa non hai là vitamin c ba là nó sẽ ra thuốc chống làm giúp cơ thể khỏe mạnh toàn là mấy cái này thôi có chị nào đang coi like của em chưa sử dụng sữa non nhà của em không cho em xin comment hôm nay em sẽ bán tặng cho mọi người để các chị uh, uống thử cực kỳ ngon bây giờ giá bên Hàn Quốc một hộp như thế này em đang cầm trên tay là một triệu hơn một hộp em đỡ nhiều chị Phượng chị Phượng lấy cái này uống đi chị Phượng hồi nãy em có like hay lắm chị Phượng uh, cháu hoặc con chị Phượng đang bị f á cho uống cái này mấy anh em muốn đỡ một hộp đang là bán là một triệu mốt chị nào hồi nãy mà được mua cái viên tăng đề kháng này em có tặng cho một cái vòng hổ phách em đang đeo size 8 ly nha là size em đang đeo y chang bé anh đang đeo luôn chứ không phải size nhỏ dạ đây một triệu mốt một hộp 360 viên con nít ngày hai viên người lớn dùng ngày 4 viên hôm nay em sẽ làm chương trình hôm nay em quyết tâm mà hôm nay ai coi like em nhận lọc của em em tặng hết từ a tới z cho mọi người xài cho mọi người sử dụng chị nào đang coi livestream của em hôm nay em sẽ bán tặng các chị trong livestream ngày hôm nay à, cái này là lấy uh, miêu tả sơ sơ đi nha cái hộp sữa non nó cũng vậy nè nó cỡ vậy nè nó cũng là 280 trăm tám thơm lắm cái này có cái muỗng mấy chị múc các chị pha các chị uống pha với tầm khoảng 30 cho tới 40 ml nước các chị uống nha ai muốn khỏe nhanh uống nước ấm rất đỡ luôn dạ đó ai um, em cứ quên hoài hồi nãy em tính đem cái hộp sữa non em đang dùng á là cái sữa non này nè là cái hàng mẫu á một hộp em đang dùng ở nhà em qua đây để em like cho mọi người coi mà em cứ quên hoài luôn em quên mất tiêu nên em lấy đỡ cái hộp này hộp này là hộp sữa dê nha còn em like cho mọi người là sữa non hôm nay em sẽ bán các chị ai lấy um, ai lấy sữa non trong livestream stream này em bán tặng nhưng mà cái like này thôi em bán để em chào cho mọi người uống thử nhưng mà qua những cái live stream khác nha mọi người thì hộp này em bán mọi người một hộp này là phải một triệu mốt một hộp hoặc là một triệu không năm mươi tùy giá cướp đợt em về nha lưu ý giùm em em nói trước tại vì bây giờ hàng rất cao ai trên mạng bây giờ đăng 920 trăm hai đắt cũng còn có sáu tám tháng à mấy chị cứ nhắn tin cái chị inbox người ta đi là các chị biết liền em nhắn tin em hỏi rồi một hộp này bây giờ lấy vô là đâu có rẻ đợt này em sẽ bán cho chị lấy tương tác ai lấy sữa non của em ngày mai là chắc về rồi đó ai lấy sữa non chị nào lấy sữa non hôm nay em anh tặng các chị một hộp sữa non em đang cầm giả sử nha đây cứ lên chat đi đa số chín trăm mấy chục ngàn là rẻ nhất hôm nay mấy anh tặng các chị trong livestream ngày hôm nay 899.000 đồng một hộp sữa non Ok chưa Ai coi like mọi người cho em anh một nút chia sẻ 899k Em bảo đã mọi người luôn uống đi cơ thể mấy chị sẽ khỏe và đặc biệt tốt cực kỳ Nói chung mọi người dùng nha Vừa cải thiện cho sức khỏe mà đặc biệt nữa nâng cái đề kháng mọi người lên rất cao luôn Cứ một ngày cái này dùng được 280g chị Hoa Ngọc nó bằng trọng lượng với cái hộp này em đang cầm luôn 280g Em sẽ tặng thả thính cho 10 chị 10 chị Bây giờ mọi người lên sệt đi không ai bán giá 899 ngàn đâu Thề luôn Đát còn được 6 tháng Người ta đang bán 920k Còn đát của em là mới về 2024 Em bán được sau là 1 triệu mốt một hộp em mới bán Hôm nay em câu like Em tặng cho 10 người Nha 10 người 10 người mở hàng hộp sữa non cho em Em chơi lớn luôn Em tặng cho mọi người một cái gậy như ý làm bằng ngọc hoàng long Gậy này bên ngoài đang bán rẻ nhất 1 triệu 8 Đổ lên cho tới 2 triệu hơn Làm bằng ngọc Và luôn cả đế tặng Em tặng 10 người lấy hơn Ai coi like mọi người cho em anh xin một nút chia sẻ Mới đi ra ngoài nên không nghe nói vòng như nào Chị Trần Thị Như Ý Vòng em đang đeo trên tay Vòng em đang đeo trên tay Chị Trần Thị Như Ý à, Vòng em đang đeo trên tay 8 ly ạ à. Hổ phách 8 ly nha chị Trần Thị Như Ý Cái này á Mùa dịch ai cũng cần luôn á thật sự luôn Nói chung em đó thì em cũng không tính về nữa Tại em thấy giá gì cũng cao á Thật sự luôn á nhưng mà em thấy cứ nhiều người bữa giờ nhiều chị coi livestream nhiều người hỏi cứ kêu về sữa non bán đi mà đặc biệt cái hậu vị nó thanh nó ngon lắm mấy chị rất là dễ uống luôn không tanh luôn và đặc biệt nữa dành cho trẻ hoặc già gì cũng dùng được nói chung cái này là những người mà mới sanh con xong á người ta dùng ok luôn hoặc những chị nào mà đang cho bé bú dùng ok luôn cho con uống cũng được luôn nó là tựa tựa như cái hộp này nó là cái hộp này nha em cầm cái này em lên like cho mọi người coi thôi, nó là cái hộp này. ai lấy mọi người cho em xin comment ghi dùm em là sữa non đó. một hộp như thế này em đang cầm trên tay hỗ trợ dịch và đặc biệt cực kỳ tốt luôn. nó là colesterol, cholesterol và protein á, nó có protein ở bên trong nó sẽ tăng cái đề kháng của mọi người lên rất rất là tốt nha. ai coi like mọi người cho em anh một nút chia sẻ. cái này nãy nói nhiêu quên rồi. tám trăm chín chín chị nào có cái gì quên rồi chị nào có tính đông gì quên chị nào lấy một sữa non nay em chơi lớn luôn em tặng mọi người một cây cây gậy như ý rất là đẹp bao đẹp luôn rất là xinh để mọi người có thể trưng uh, uh, ở trong nhà gậy như ý làm bằng ngọc hoàng long tượng trưng cho phong thủy tốt và đặc biệt nữa cải thiện cho gia đình của mình rất là hay và đặc biệt nữa nó bằng Ngọc nha Cái này mình trưng ở trong nhà đây em quay cho mọi người coi đẹp cực kỳ luôn Cái này là đáng hay là lên lên cái đế luôn á bằng Ngọc đẹp lắm và đặc biệt nữa cái đế này là cái đế gỗ ai mà thích thì mọi người có thể trưng hai gậy hoặc một gậy cũng được tùy mọi người nếu các chị cảm nhận thích hoặc mấy chị cảm thấy nó đẹp gậy như ý này sơn rồi nha nói chung hàng em về là em đã sơn cho mọi người rồi các chị chỉ cần về thỉnh thôi nó làm bằng ngọc tất cả đều làm bằng ngọc hết đây để em quay qua cho mọi người coi dễ thương không đẹp lắm rất là xinh luôn và đặc biệt nữa nó bóng cực kỳ đó ai lấy thì các chị có thể comment ghi lại gì quên rồi ghi là sữa non đó ok chị uh, um... Ok chị Lâm Tuyết Phương nè đó Chị Hạnh Nguyễn nè Có đơn nè Chị Diệu Tân một sữa non cho chị Diệu Tân nè Lan Nguyễn hai sữa non nè đó Ai lấy cái chị comment Nói chung loại này dùng dùng Nói chung là tốt Cái này để em về cho mọi người coi Thơm lắm Thơm cực luôn ấy Cái này là sữa non sữa dê nha Đợt bán cũng thơm lắm Ngon lắm Nhưng mà nó hết sale rồi Đợt em mua cho mọi người là giá sale Giờ nó giá cao cực kỳ luôn Hộp là 280 g Cái hộp nó bằng vậy luôn nè Các chị về các chị cứ múc các chị uống thôi Mà đặc biệt nữa nó chống về bệnh loãng xương Hỗ trợ cho mọi người Nói chung rất là hay Đó ai lấy thì các chị có thể comment Tốt cực kỳ nha Hello chào chị Ngọc Yến Nguyễn Chào mọi người Hello chào chị Ngọc Yến Nguyễn Chào tất cả các chị đang coi live Ủa các chị có thấy em không vợ <laughs> Chị Chị Linh Trần À Chị muốn lấy Từ từ Đợi em xíu nha Đợi xíu đi Hôm nay em ra lọc cho mọi người cái này ok lẽ em có một dòng sản phẩm nữa mà em sẽ muốn like cho mọi người mà sắp tới em sẽ không về nữa Các chị nói chung hôm nay mà tranh thủ mua cái chị tranh thủ mua ờ à, à, nãy chị linh trần á chị có nói em á là nếu như mà chị thích tặng cái vòng hộ phách được không thật sự luôn á mà nói á <laughs> em em bán hộp sữa non này là em câu like luôn ý Tại vì em khẳng định luôn bây giờ trên mạng hello chào chị phụ vũ tiết nhi vì em khẳng định trên mạng bây giờ ít nhất luôn một hộp này cao lắm luôn chín trăm mấy triệu mấy đổ lên rồi em lên em sệt cái cái sữa non ba sáu năm của lotte á, rất là nổi tiếng bây giờ một hộp rất là cao chị lê hồng sữa non bao nhiêu một hộp này em đang cầm trên tay là 899 trăm chín chị lê hồng đó mua một sữa non em tặng cho một cái cây gậy như ý bằng ngọc hoàng long bé anh đang cầm trên tay sữa non là 899 trăm chín ngàn á chị lê hồng cái hộp nó sẽ như thế này rất là ngon giờ em anh hoan hỷ thêm năm người đi nha năm người nha thật sự luôn là đáng ra là sữa non mới tặng được hổ phách đâu thật sự luôn nói chung tặng đăng đề kháng cũng tặng được nữa nãy tặng giờ nhiều lắm rồi đó ngày nào cũng nói tặng ít ít thôi mà cứ lên like là má ơi tặng hoài luôn ấy tặng kinh khủng luôn tặng hoài tặng tết tặng lưu tặng miết luôn Thôi để em lên cho mọi người cái này à, Sữa non em bán 899 ngàn em hỗ trợ thêm 5 chị nữa nha yeah. ai lấy sữa non 899k thôi 899k tặng hộ phát 3 triệu mấy tiền đâu tặng nổi thôi lỡ rồi chơi luôn Ai lấy sữa non 899k Em ngoan thị đúng thêm like này nữa thôi Em tặng 5 chị nữa thôi Em tặng cái vòng hổ phách Em tặng vòng hổ phách 8 ly em đang cầm trên tay Em nhận đơn 5 chị nữa đó Ai muốn lấy sao lấy à Cái này em khuyên mọi người nên thử nha Rất hay luôn Đỡ cực kỳ Mà em công nhận nha Dùng cái này xong á tự nhiên hết xoan luôn mọi người dạ hết xoan luôn nếu lấy sữa non tặng hổ phách được không em do bé chị hay ốm vặt được không em chị tuyết nhi nếu như mà chị lấy sữa non chị tặng hổ phách coi như cũng được đi nhưng mà nếu như mà giữa hai dòng mà đang bệnh nhiều nha đang bị bệnh nhiều nha mà để chống covid đồ thì em khuyên dùng cái tăng đề kháng này tại vì nó là tăng chống virus cho cơ thể của mọi người chứ nó không phải là một cái viên uống thông thường để cung cấp uh, vitamin bình thường nó sẽ chống virus luôn và đặc biệt nữa nó sẽ hệ hỗ trợ cái hệ miễn dịch mấy chị cao nhất luôn trong cơ thể của mọi người dùng được uh, ba dùng được cho trẻ từ 3 tuổi mà dành được cho cả người đang mang thai luôn không ảnh hưởng đến con nha dòng này em bảo đảm các chị luôn đó nếu ai muốn lấy thì các chị có thể lấy vì cái này nói chung là like cho đủ món ai muốn mua gì mọi người mua nhưng mà cái này thì em khuyên em khuyên chân thành chị tuyết nhi nếu như mà con chị hay bị ốm vặt đồ này nọ nhiều thì chị càng phải nên lấy cái này tại vì cái này nó chống cơ thể mình mà ốm vặt là do sức đề kháng nữa sức đề kháng kém thì bệnh nhiều em thật sự là cái con người của em nó dễ bệnh thiệt á nhưng mà em phải nói với mấy chị là mấy hôm nay em cũng hơi bất tử không không có bị không có bị không có bị không có bị dính covid thật sự luôn rất là may mắn. À, rất là may mắn và rất là hên. <laughs> thật sự luôn, mắc cười đó. Cứ nằm ở nhà đọc tin nhắn mấy bảy mấy chị khách mà ngồi cười bò luôn mấy chị cứ nói. Trời ơi bé Anh ơi, hôm nay covid rồi hả em? đỡ chưa em khỏe chưa em sao rồi có mấy chị nhắn qua tin nhắn cho nhân viên nói à, à kêu với anh ép không mà nhớ giữ gìn sức khỏe rồi này nọ này nọ nha cái em mắc cười lắm mà em đăng bài lời em nói không có bị em bị em em bị là nhân viên đâu có được đi làm đâu trời ơi em nói thiệt em rầu á em mà bị em nói thiệt với mọi người luôn cũng phải đóng cửa luôn phải bảy mười bốn ngày chưa đâu dám mà ngồi like khơi khơi vậy đâu người ta tới shop lỡ người ta bị gì sao À, ai muốn lấy gì lấy nha Rồi bây giờ em sẽ qua Ủa còn ai đang coi like không vợ cho em xin comment đi Ê, Mọi người tương tác đi đừng để em nói chuyện mình nha mọi người Lát em buồn em tự kỷ á mọi người ơi Ai coi like mọi người cho em xin comment nha mọi người Đừng để em, em nói chuyện mình nha Em nói chuyện mình là em chết chết luôn á mọi người ơi Ồ, hôm nay em về được nhiều hàng lắm luôn á mà em chưa có kịp like để em coi em like gì nữa nè ai coi like mọi người cho em xin comment đó hàng giáo bác sĩ đó đẹp kinh khủng luôn vậy thấy em làm hàng không hàng này là bên em làm luôn á cái này mới thật sự tốt nè trời ơi bây giờ ông hiểu sao người ta đua nhau người ta mua cái này nhiều lắm bác sĩ đặt mấy chị u linh đây một cái vòng này em đang cầm trên tay rất là đắt tiền hello chị diệu tân chào người đẹp đây đây nó là vòng u linh <laughs> mắc lắm ok chị hoàng thị yên một hộp sữa non chị mua hộ nhé ok chị hoàng thị yên rồi đây em lên cho mọi người coi nè đẹp lắm luôn u linh ngũ sắc đây bây giờ em sẽ lên ít uh, ít uh, phong thủy rườm rà cho mọi người nha đó đẹp chưa cho mọi người nghĩ thôi trời ơi không xin không đẹp trả lại tiền u linh ngũ sắc đây khi mà mọi người mang cái u linh này nha nó sẽ là cái vòng Chị Yến Trang hợp đề kháng là 360 viên Thật sự luôn rõ ràng Sau này em có bán đề kháng em không tặng bất cứ cái gì đâu Hôm nay vì em lỡ nói trong lòng với em là thôi bây giờ em tặng Em làm phước để sức khỏe em khỏe Chứ mọi người coi like đi Hồi đầu like em không có tặng gì người ta đã mua quá trời rồi Chứ không phải cần em tặng để khách mới mua Thiệt sự luôn Nên em nói mai mốt mấy chị có mua cái gì mà kêu làm chương trình Thì loại này em không làm chương trình đó Em bán cho mọi người thôi Nhưng em bảo đảm mọi người rất tốt Mua cái đó mà uống Hello chị KH Hằng Bây giờ em còn Cái u linh này nè Nếu như mà ai coi livestream của em á Khẳng định luôn các chị sẽ Sẽ rất rất là thích cái này luôn Tại vì nhiều người người ta mua lắm rồi U linh á Nó sẽ hỗ trợ giúp cho mọi người Thứ nhất hỗ trợ về những bệnh liên quan Về ngoài da Thứ hai là phước báo khi mà mọi người mang u linh nó sẽ nở cái vân hoa ra Khi mấy chị mang nó sẽ nở Những người nào mà phước báu càng nhiều vân hoa nó nở ra Nó sẽ tốt và đặc biệt nữa nó sẽ mang lại phước báu cực kỳ nhiều Một cái một cái vòng này đó Hồi chiều mới hỏi chỗ kia đen bán là 800 rưỡi Là ở Bailin. Còn Gisela La đang sale là còn 680 ngàn 680k cho chiếc vòng này Chiếc vòng này hồi xưa Em mới về là em bán sáu trăm rưỡi Có một đợt em sale rẻ nhất luôn là 600, trăm Có một đợt là năm trăm rưỡi Nói chung đó giờ là em like là em chỉ có hai giá duy nhất thôi Đẹp cực kỳ Đó, có ai coi like của em mọi người thích không? Mọi người thả tim cho em đi Em um, có ít em tặng mọi người lấy lọc Nhưng mà nói trước nha, hàng này của khách Nên là um, Cái này chắc phải ngày mai cho làm tiếp mới kịp á Vì hàng này của khách rồi đẹp cực kỳ luôn khách sĩ đặt người ta làm làm số lượng người ta bán được lắm mấy chị dạo này hot á mang u linh á nhiều mùi đổ xô nhau mà mua mua u linh đeo quá trời luôn u linh u linh rất là tốt luôn có dầu thông đỏ không chị tuyết trần em 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 mới hỏi bên hàng mà giá đang cao lắm vô vô là ba triệu mấy một hộp rồi đó chị tuyết dầu thông đỏ bên hàn quốc cao tiền lắm không rẻ ba triệu hơn một hộp rồi 3 triệu hơn một hộp rồi á chị Tuyết ơi, mấy chị muốn mua, mấy chị muốn mua, mấy chị muốn mua của em á, mấy chị phải đợi khi nào em mua được giá sale đi em like cho mọi người. Dạ. Chị Lê Hồng thêm một chai đề kháng, em chốt dư nha. Đây, đây, nó sẽ như thế này nè. Có ai chưa? Em nhớ hồi xưa mở nhà cũ có một hai cái like á, em có. Uh em có bán cái này nè khách nào ở nhà cũ coi like của em có chưa chị nào coi like em khách mới các chị có cái này chưa các chị sao coi xin comment đi có ai đã có này chưa Ê, bà duyên mà đeo lên tôi bà duyên đẹp lắm cái này tay nào bán vừa đó mình nới theo tay nha đây xin cực kỳ luôn Đây Đề kháng tốt lắm Chị Vũ Vũ Thiết Nhi Cái này mình mang chung như vậy nè xin cực luôn <laughs> Hello chị à, Đề kháng một hộp này là một triệu mốt Chị Vũ Vũ Thiết Nhi một triệu mốt một hộp Ai lấy comment là tăng đề kháng Ai comment sau thì để hỏi lại nha Rồi có gì báo cho mọi người Đẹp kinh khủng luôn Uh, vòng tay bao nhiêu tiền chiếc này em đang cầm trên tay là giá niêm yết là 650 k đẹp lắm cực kỳ đẹp luôn cái này mọi người mang sẽ rất là hơn và đặc biệt cái này sẽ lưu thông máu huyết hỗ trợ về tất cả những bệnh ngoài da có ai coi lại của em chưa có vòng này không hay là để hay là ngày mai like đi để bán cho xong đi Các khách lấy làm sao đã gửi bán bán cho mọi người nhờ đẹp lắm cái này mọi người chỉ cần đeo lên tay thôi. Rất là hên luôn và rất là đẹp. Nó là u linh. Nó là u linh nha. Cái u linh em đang đeo, em đang đeo trên tay là nó chưa có sinh tách đâu. Khi mà mọi người đeo u linh thời gian nó sẽ nở hoa, khẳng định luôn. Hay lắm, chỉ có riêng u linh mới làm được thôi. Các chị nhìn đá u linh nè, đó cái loại của em là vip luôn nó không có bọt nên là cái nước của nó rất là trong mấy mấy chị nhìn nha nước trong kinh khủng luôn các chị nhìn ở trong veo à khi mà mọi người mà đeo lên đó đeo tốt lắm cực kỳ tốt luôn thôi bán luôn đi ơi <laughs> chị vụ vui tiết nhi hồi nãy em có đang tặng đó viên đề kháng là 1 triệu một triệu mốt lấy một viên đề kháng tặng vòng hộ phách 8 ly đang cầm trên tay nè đang đeo nè 8 ly nha sai 8 ly nha Chứ không phải là size 6 ly nha mọi người 8 ly Mới về Nói chung mới về cũng được mấy chục chiếc á Gần một ký hộ phách đó Thì ai đặt nhớ đặt Cái này Chị chưa có đẹp quá đeo chị ca khách hàng Nó đắt hơn cái vòng uh, Cậu 4 lá 400 bữa em xem cho mọi người luôn á Cái này uh, nhớ nha Nhớ uống nha không bị covid cũng uống mà đang bị covid càng phải uống cực kỳ hay luôn mà họ mau nhanh lắm mau hết chuyên luôn về vặt ốm nói chung đủ thứ hết tăng hệ miễn dịch mấy chị lên rất cao đó uống cái này một triệu mốt được tặng cái vòng nhưng mà chỉ có like này thôi nha có tặng cái gì nữa đâu chị chưa có đẹp quá đẹp mê ly luôn ai chưa có không chị lê thì mỹ hoa có rồi khẳng định luôn chị mỹ hoa là khách 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 cũ mà cũ xì luôn á <laughs> chị mỹ hoa <laughs> chị mỹ hoa là khách cũ mà cũ thùi lùi luôn rồi sao không có được đó đây ok chị tuyết tròn mà sao dầu thông đỏ bên đó mắt lắm dạ đây đẹp chưa đó cho coi cái dòng mấy triệu một hộp. Đẹp ha. Cái đá này hay cực kỳ luôn. Mọi người chỉ cần mua một cái vòng mấy chị đeo thôi. Sức khỏe mọi người tốt, cải thiện mọi người cực kỳ hay luôn. Thế mọi người cho xin comment xem mọi người Mọi người thích em bán rẻ hay các chị thích tặng. Hôm nay kiểu nào em cũng chơi. Thẳng định luôn, hôm nay kiểu nào cũng chơi. Em nói trước nha. Các chị lên các chị sệt đi nha, ít nhất luôn, một cái vòng này bây giờ chỗ nào bán 600 mấy đổ lên. Hôm nay cách mấy em cũng chơi, hôm nay em nói mà em quay lại em trở lại là cái gì em cũng tặng. Mong khỏe hết bệnh thôi một cái vòng này em đang cầm trên tay, đợt trước em bán 600, 650k, sale rẻ nhất có like là 600 nghìn, có cái like rẻ nhất là 500 rưỡi. các chị cho em xin comment đi, các chị thích mua hàng tặng hay các chị thích bán rẻ tặng cho mọi người, sao cũng chơi hết, tặng cho tặng hoặc bán rẻ gì cũng được hết, cho các chị các chị đeo, cứ đeo cho em vòng. Cái này mình đeo trọn luôn nha Cái này mình tắm đồ mấy chị thích thì tháo ra Còn em nó thật sự luôn là em tắm Là em vẫn đeo bình thường Tại vì hàng này của em là nó lên là nó là vàng bạc Nhưng mà nó nó gọi là một cái lớp bạc rất Một cái lớp vàng rất là dày Chứ không phải là hàng si tĩnh điện Hàng si thì cái chị đeo nó rất là nhanh bay Nhưng mà còn hàng vàng thì đeo nó rất là bền Mang, mang nó không có bay Với cái dây đỏ này nè Nó không phải là cái dây đỏ mềm nha Nó là cái dây cáp cứng luôn nên là nó sẽ không phải là cái loại mà cái dây mũn mũn mà rẻ rẻ tiền đâu. Đó. một uh, Lên một chiếc vòng này mà ở ngoài bán là cao lắm. Em uh, Gipsy trước đó là thấy bán chín uh, 900, gần 1 triệu. Họ đang sale là còn 680 ngàn mới hỏi chiều nay luôn. Mới hỏi giá chiều nay luôn. Đeo đi tốt cực kỳ. Thôi cái này để uh, vui vui làm chương trình nha. Giờ nhiều món không biết làm chương trình sao luôn á thiệt sự luôn á để tính bán xong đi rồi làm chương trình cho mọi người thôi bây giờ vui vui đi làm chương trình cho mọi người nay em thật sự em về nhiều hàng lắm á mà em biết em cái gì luôn á mọi người nhiều cái để muốn mua lắm nhiều cái để cho các chị mua lắm thật sự luôn nay em về đủ thứ thôi cái này đi thôi để, để ngày mai bán ngày khách xong đi rồi coi coi còn được dương nhiều mình tặng tính sau nha Chứ giờ mắc công, giờ sale rẻ rẻ của không như được ước mơ của mọi người, mọi người buồn <laughs> Nè, nay em về nè, dầu dưỡng tóc nè Ôi trời ơi, chai dầu dưỡng tóc này là siêu đắt luôn ấy Hai mươi mấy nghìn qua một chai Chai này cực kỳ thơm luôn, mới về chai dầu dưỡng tóc của Hàn Quốc về Trời em nói mấy chị là mê luôn á, mà ghiền luôn À đúng rồi Hôm nay em sẽ like cái like này là cái like cuối về dòng sản phẩm này. Em còn được tổng cộng là 87 hộp nano. Em hết nano luôn rồi nha. Cái loại này là em xin khẳng định với mọi người là không còn cái hộp nào nữa. Là nếu như mà em bán hết là không có về lại. Hôm bữa là em nói với mấy chị đó lại bao nhiêu là em gom sạch. Còn lại 87 hộp nano. Hôm nay ai đang ai đang coi like các chị đang sử dụng nano của em mà mấy chị thấy hiệu quả thật sự luôn nha mấy chị comment đi hôm nay em tặng em còn được 87 hộp hôm nay em tặng em cho luôn em bảo đảm đúng rồi cậu bóng lá đeo thời gian nó sẽ lên nước á chị sửa chua su su cậu bóng lá cái chị đeo thời gian nó sẽ lên nước rất là đẹp chiều nay mệt quá nè đi gọi đầu gặp được chị kia chị cũng mang gì luôn cái chị nhìn cái dòng hộ phát xong chị nhìn vô cái gì trời đắt tiền à nghe hỏi mua ở đâu vậy em nói em bán cái bà ngồi bà cười bà cũng mang gì luôn á mà viên di của bà nói chung cũng y chang em không khác gì hết bà nói ngàn đô không tin được luôn quá mắc ngàn đô là hàng mấy triệu đó mà người mà người ta mua là bị hố đó mấy chị viên di cũng y chang em mà di của bà là 8 mắt di của em là chín mắt mà nói chung là có viên y chang luôn á không khác gì luôn mà em mà em hỏi cô mua nhiêu vậy cô nó cô mua ngàn đô bản nên đúng là của Tây Tạng đó nha con Đúng rồi thì con bán cũng là của Tây Tạng Mà con bán có mấy triệu à Nhiều người mua hàng người ta không có biết á Nên người ta dễ bị hố Thật sự luôn Những cái viên nào mà đắt ơi là đắt luôn á Thì nó mới mắc Bây giờ em sẽ lên cho mọi người Cái này Em còn được 87 87 Hộp cuối cùng Ok ai đang ai đang xài nano cho em xin cờ mình. cái này là em dọn luôn nha em dọn kho nên em sẽ tặng luôn nha mọi người ai đang xài nano của em cho em xin một hai dòng cờ nha các chị ai đang sử dụng nano của bé anh cho em bé anh xin một hai dòng cờ mình. loại này mà xài mà không đẹp em trả lại tiền cho em xin cờ đi em um, em sẽ tặng hai chị đi hai chị em sẽ coi hai chị mà xài nano của em mà hiệu quả thật sự nha, ai hiệu quả thật sự hãy comment nha, còn không hiệu quả thì đừng comment, thiệt, tại vì sợ lắm, hai chị đã đang dùng nano rồi mà thấy hiệu quả thật sự, em anh tặng cho mọi người một cái vòng u linh em đang cầm trên tay luôn, em uh, muốn bán nhưng mà thôi để uh, ngày mai đi bán khách sĩ không còn dương nhiều ít rồi mình mình tính tiếp, hai chị nha mà phải thật sự hiệu quả nha. Ai đang sử dụng mà hiệu quả cho xin cờ minh Loại này da mọi người sẽ trắng rất là nhanh Và đặc biệt nữa hiệu quả cực kỳ ở trên da Da chị nào mà bị nám nhiều Tàn nhang nhiều và đồi mồi nhiều Các chị dùng cho em cái nano này Nó là cái bước dẫn dắt đầu tiên ở trên da Giúp da mọi người phục hồi da nhanh hơn Da mấy chị cải thiện hơn Và đặc biệt nữa Hỗ trợ dành cho những ai bị da mụn đầu đen Chị nào mà bị mụn ẩn cái loại này đỉnh thật sự luôn ấy họ phải nói mọi người là cực kỳ đỉnh 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 của đỉnh dạ đây ai đang xài cho một hai dòng cờ minh nha mọi người nha đó ủa mọi người có còn đang coi like không vợ sao thấy im ru vậy ta hello chào mọi người có ai nhìn ra cái hộp này không không thấy cờ minh luôn <laughs> sao vậy trời có coi có thấy like của em không mọi người mọi người ơi mọi người đâu rồi mọi người ơi mọi người có thấy em không <laughs> mọi người có thấy em không mọi người cho em xin comment đi ẩn comment hay sao vậy <laughs> không thấy comment luôn chưa gì bà bà bù, thích tiếc nhiều bác comment là nano rồi nano này xài bao phê nhưng mà phải comment thật sự nha nếu như ai dùng comment thấy hiệu quả thì cho comment tại vì thật sự em không muốn mua chuộc khách hàng mà em muốn mọi người cho em cảm nhận thật sự là nó tốt cái này nếu như mà em còn về một cái lần nào nữa thôi Là em học Em nói thiệt với mọi người nha Sao em cũng chịu luôn Nhân viên tổng kê là 87 hộp cuối cùng Nên em sẽ tặng cho các chị luôn Ai mà khách mới của em Chị nào khách mới comment chữ khách mới cho em biết đi Các chị mua xài thử đi Em bảo đảm mấy chị là đỉnh của đỉnh luôn Chị uh, Mi Mi nói Chị xài lên da Tha vào mịn mặt tan ngay trong da Thấm sâu vào da được một tuần Da sáng lên và xài ok lắm Chị mới xài được 4 ngày Mà chị thấy da căng hơn Sáng hơn mịn đó em Đây Chỉ cho mọi người xài nè Cái này là phải nói thiệt nha Xài đi em nói tuyệt vời ngất ngay luôn Ai đã con Phương nhà em là con nhân viên nhà em là Kim Phương đó Nhân viên nhà em nó xài nano quá trời luôn á Duyên nhà em cũng xài nano Phải không Nó đi làm nhiều tiền về lã gom nano Phải không Duyên Nano bây giờ là ghiền luôn 87 hộp Bây giờ ai tranh giành là là chốt nè Tặng nè Ai bị nám nhiều da không đẹp Dùng này đi hay lắm Cái này xài cho em trước Mọi người ơi xài Cái này mọi người xài cho em trước Cái bước mà mọi người dùng cho em là kem dưỡng Dùng serum rửa mặt thật sạch dùng toner xong dùng xịt khoáng xong dùng cho em nano khi mà đưa lên nha da rất đẹp mặt không kén da bà bầu dùng được luôn em nói mấy chị là mãi đỉnh luôn á xài đi hay cực kỳ đây mọi người nha khi các chị dùng cái lượng bột nè nó nó tan ra trong da ai mà da không đẹp nhanh các chị dùng cái này khi mà nó tan vô nó thấm vào trong cái tế bào trên da của mọi người và nó sẽ giúp cho ma, da các chị đẹp cực kỳ đẹp đều màu lắm mà cái này xài hay nha hay cực kỳ em phá lệ duy nhất thêm một đúng một cái live stream ngày nữa thôi em cho luôn em không bán á nha em nói trước á em cho luôn á nên là ai coi like này của em các chị comment đi like này là siêu ngoan hủy rồi nên ai coi like này là hơi có lọc luôn á <laughs> Thiệt sự mà nói luôn Trời ơi comment nhiều người comment hay quá à. Uh, nano thẩm thấu nhanh cực kỳ Không thể nào tưởng được luôn Da chị bị nám hai bên má Mà chị xài kết hợp hai hộp kết hợp với truyền trắng Mà nay da chị đẹp Mà mờ hẳn nám mà da mình lắm Nana xài chung với C Thùy tuyệt vời Sáng lên tuần ngày thẩm thấu vào da tốt lắm em Chị Dự Tân hôm bữa mới xài Mà nay thấy da chị đỡ hẳn á chị Dịu Tân Nano chị xài hiệu quả lắm trước chị mua da sần mụn à, xài hết ba hộp nay da sáng mịn mà còn căng mướt mịn màng luôn sao ai cũng cầu bên hay quá trời chị đã và đang xài nano của mình anh nè da thấy mịn và mờ nán tàm nham đâu rõ luôn chị đã xài hai bộ rồi hôm nay nếu mua được chị sẽ xài tiếp tục để hiệu quả hơn hôm nay em sẽ bán rẻ cho chị uh, giang hoàng mua chơi luôn nano xài phê lắm da chị kén lắm đó nhưng mà chị xài nano chị thấy cải thiện và đẹp u sao nhiều người cầu bên hay quá à. biết tặng quà cho ai <laughs> ờ, chị Mai Liên không biết có hiệu quả không Mà chị mua tới cả chục hộp hơn Cho cả nhà xài Ai cũng thích Giờ chị em hỏi xin thêm Thấy da ai cũng cải thiện Em nói nè Em nói nghe nè Em hết nano luôn Nên từ đây em hơi buồn Thật sự luôn em hơi buồn Thật sự Tại vì nay em like Em hết nano rồi là mọi người sẽ không kiếm em nữa đợt vừa rồi em được nhiều người mua hàng nhiều và biết tới em hơn là nhờ cái nano khẳng định luôn quá trời người giới thiệu bộ nano kết hợp chung với lại cái uh, tiếp truyền trắng các chị xài ai cũng khen da đẹp mà da mịn 87 hộp cuối cùng hết luôn rồi nha tranh thủ mua đi mấy chớ ơi bao căng phương này nó mua mà nó thiệt mấy chị nó kiết kiết như kiểu kéo luôn á nó mua nó mua nano mà còn trả giá nữa nó coi nó để em mua thử ống và xài có được không nha chị chỗ phải không nó nó để nó mua thử ống xài được không mà nó mua đó duyên phải, phải cho nó một ống nó xài thử xong nó xài ghiền xong nó mua mấy hộp luôn mấy chị tên ông nhân viên nhà em còn ghiền nó nói chị chị đó giờ nha em đi làm chưa mua hàng chỗ nào nhiều bằng chỗ nhà chị luôn thiệt sự mà nói luôn trời ơi, ai cũng cầm anh hay quá biết sao giờ nano nano xài không có ok đâu mà nhà chị cũng hơn mười mấy hộp cất giấu lung tung sợ chồng thấy ôi trời men vi sinh bột lúa non tinh chất oxy thải độc mà trả đơn không đồng trước để trải nghiệm thích thật khi nào đồng điếu về trả đơn mới tính tiền thế mà em anh không sợ trốn nợ nhở chị hiếu nguyễn em nói thiệt á chị hiếu nguyễn ơi bởi vậy đó Em khổ lắm, em bán hàng ngu lắm thật sự luôn á, em sợ người ta bơm hàng muốn chết luôn á mà thôi em tin tưởng nên em cứ chơi em chơi liều vậy đó. Ok, em anh tặng cho chị Hoa Ngọc một cái dòng em đang cầm trên tay nè, đó, một cái tặng cho chị Hoa Ngọc nha. Rồi từ từ. Mình đọc tiếp comment ai hay mình tặng tiếp. Ai coi like cho em xin comment. Cho em xin comment mọi người ơi, thật sự mọi người cải thiện mọi người hãy comment giùm em. Em báo mọi người luôn nám tàn nhang và đồi mồi da ai không đẹp không đều màu đến với em đi em còn tám mấy hộp em cho bình thường mọi người bao mua bao nhiêu bao nhiêu tiền có phải em bán đó giờ nha em về hộp này là ba trăm rưỡi em bán đó giờ đúng một giá giá gốc bên hàng một hộp này là ba triệu hơn do do công ty nhà máy nó bỏ mẫu nó làm cái hộp bằng thủy tinh nên nó đẩy nó sale hết nên các chị mới mua được cái giá rẻ như thế này bình thường ai coi like của em các chị mua các chị nhớ không Hồi mới về nha em bán 450k Lúc sau em giảm còn 350 Hôm nay em cho luôn 87 hộp May mới xin có thể ngày mai ngày mốt Về đủ đơn luôn á chị Thảo Vi Ai lấy nano Mọi người nhanh tay nha Hết hết luôn nha Một hộp bé anh bán 350 ngàn Hôm nay chị nào lấy nano Mua một Tặng một Em cho luôn nói trước nha cái này là bé anh tặng luôn Ai đang coi like Mọi người chia sẻ cho em Từ từ để em thấy comment Em anh tặng tiếp Mọi người yên tâm Nãy em hứa em tặng hai người mà Còn người nữa Cho em xin một cái comment hay hay thiết thật đi mọi người Em nói nghe nè mọi người 350k Không bao giờ Không bao giờ mà em nói trước nha là em 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 mua một nano cũng rẻ nhất cuộc đời luôn là cũng sale 299 rồi nha có một đợt hôm bữa vui vui sale 299 có một đợt à mà lai lẹ lắm lai lướt nhanh lắm nên người ta không có để ý đâu nay em bán có chị mua một tặng một ai lấy mọi người cờ minh 350k còn được 87 hộp cuối cùng là em chấm dứt luôn em hết sạch nha Em không nói xạo Mọi người cứ coi cái like của em đi Coi từ nay về sau Mọi người có hỏi Nano Em có còn comment Em có còn live stream ở trên like này nữa không Em nói thiệt mọi người Không phải em nói để các chị mua Nhưng mà em nói thật Nay em hết gọi là sạch rồi đó Không còn đâu Bữa giờ đưa con đi học Đi xa miết mà giờ uh, có nano của bé cứu tinh nên mặt không có bị táp nắng nhiều nè da vẫn mịn màng và căng bóng đó không bao giờ em like lại nha em hết sạch luôn rồi đó ok chưa chị nào hôm nay em tạo điều kiện hết sức có thể em tính bán 399 mua một tặng một nhưng mà thôi em bán ba trăm rưỡi em cho luôn coi như em xong luôn dứt nha không về lại nha không có hàng đâu mà về cứ nói giúp coi coi cứ nói là cứ nói là hôm bữa hôm bữa là hết rồi đó cái sau mà cuối cùng là bên đó nó còn dư 200 hộp là gom về luôn còn giờ không còn hàng đâu bây giờ mà có kêu like nữa cũng không cũng có hàng đâu nên là hơi buồn nhẹ tại vì dòng này nhiều người xài đã lắm nhiều người xài hiệu quả thiệt nhưng mà bây giờ hãng nó ra mắt lắm bỏ hộp thủy tinh trời ơi một một ống bự nó một set nó có hai hộp thôi mà nó đang bán là ba triệu hơn luôn rồi tiền đâu mà, mà 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 mà, giảm được cho mọi người ai lấy nano các chị comment nha xài đi êm mà đặc biệt nữa rất rất là cần một ngày mấy chị dần một ngày mấy chị cứ dùng cho em đó kim phương nhân viên em đây nó còn comment nè à. nói thiệt like này không có nói xạo thật sự luôn mà nói đó ai lấy gì các chị lấy ai coi like mọi người cho em anh một nút chia sẻ nha về em đọc đây ai muốn lấy gì mọi người lấy ghi giùm em là nano ba trăm rưỡi mua một tặng một nano chị để ở chỗ làm bốn hộp để sức kết hợp với truyền trắng da ngày càng thể hiện rõ rờ tối về sức nano tiếp lại kết hợp truyền trắng xong sức lên bước cuối cùng là huyết thanh c da đẹp cực kỳ và căng bóng luôn tư vấn cách xài đi em chị muốn dùng thử chị cứ dùng cho em đủ bước rửa mặt thật sạch xịt toner xong chị dùng cho em cái nano này chị có chị dùng nano này xong rồi chị có serum chị dùng serum chị có kem dưỡng chị dùng kem dưỡng đè lên thôi rất dễ nó là cái bước để làm tiền đề để, để làn da đẹp mà đường cái cái chị biết nó hay ở chỗ nào không nó trị mụn thâm và đặc biệt nó trị mụn ẩn rất hay nha là ai bị mụn đậu đen nhiều ở hai bên cánh mũi á mấy chị trà nano nhiều lên nó sẽ giúp hỗ trợ nó trắng và đặc biệt là nó trị thâm hai cái vùng cánh mũi mấy chị rất là hay ai mà bị 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 da không được đẹp không được đều á các chị dùng là hay cực kỳ luôn Với lại bị mụn ẩn nhiều nha Các chị dùng nano mặc cái này dùng da trắng nhanh lắm Tại vì nó đắt mà nó hiệu quả Cái này 100% của Hàn Quốc Em bán mọi người nha Không bao giờ em bán hàng giỡn Khẳng định luôn Em mua được hàng giá tốt Hoặc giá sale ở bên hàng Hoặc là công ty nó thanh lý mẫu Mà nó hết Nó hết thì em mới bán cho chị thôi Xài đi bảo đảm rất êm hai là tặng 4 Dạ Mua hai thì tặng 4 Mà mua một thì tặng một ai um, coi like mọi người chia sẻ dùm em nha mọi người giờ em sẽ đọc tên chấm chấm ba dùm em nha uh, nano xài hiệu quả lắm giống như xì ke và còn nghiện <laughs> ok một đề kháng cho chị tiết nhi nè giờ để em đọc nha mua nano đi mấy chị ơi xài mê lắm tốt lắm giúp da căng mịn ai ai xài rồi cho khách xin comment đi để chị hai hộp chị xài chung với truyền trắng đã lắm là chị Lê Hồng lấy mấy hộp nano đây. Lê Hồng lấy mấy hộp nano? Ờ à, chị Lan Đinh nè, 2 nano nè, 2 tặng 2 là 4 nha chị Lan Đinh. Vậy là quá rẻ luôn á. Chị Diệu Tân 3 nano. Ok chị Diệu Tân 3 nano, tặng 3 là 6 cho Diệu Tân nè. 3 tặng 3 là 6 nè. Ờ à, chị uh, nano chị mua 5 hộp. Ok chị Ok chị Lê Hồng vậy là mua 5 nano tặng 5 nano là 10 đúng không? 2 4 5 Tặng 5 hộp Phải không chị Lê Hồng Nha Vậy chị lấy 6 tặng 3 Rồi ok Mấy rồi Chết cha rồi thôi để đọc lại Tại vì số lượng có giới hạn 87 hộp à Để đọc lại không ai là không đủ nano nè rồi để em đọc lại nha Sorry mọi người cho em hơi dòng do tí xíu Dòng do tam quốc tí xíu nha Nhưng mà do là số lượng hết hạn Nên là phải em đọc chuẩn chuẩn xíu cho nó đúng Không mà em có hàng trả đủ lỡ tộc đọc, đọc, đọc tên khách chắc chết chết Chị Lan Đinh 2 tặng 2 là 4 nè Chị Diệu Tân là 3 nano nè Tặng 3 nano cho Diệu Tân là 6 nè Chị uh, Lê chị Lê Hồng Lê Hồng là mấy 5, 5 tặng 5 là 10 đúng không 2, 4, 6, 8, 10 cho chị Lê Hồng Dạ ok uh, Chị uh, nano 350 á Phương mua 1 tặng 1 Chị Hạnh Lê một tặng một nano cho chị Hạnh Lê nè Khách mới chưa dùng nano nhà Minh Anh Nhưng nghe nó cũng mê rồi Nếu dùng nữa chắc đẹp lắm luôn Chị dâu tay xài thử đi Rất ok chị dâu tay Thiệt sự luôn á chị dâu tay Chị Tú Huệ một tặng một cho chị Tú Huệ nè Chị Giang Hoàng một tặng một nano cho chị Giang Hoàng Chị Ngọc Nguyễn một tặng một cho chị Ngọc Nguyễn Chị Hạnh Đỗ một tặng một cho chị Hạnh Đỗ à, Kim Phương một tặng một cho Kim Phương 1 tặng 1 cho Kim Phương Từ từ đã đọc comment feedback ai tặng quà tiếp nha Chị Thúy Thanh một tặng 1 cho chị Thúy Thanh à, Chị Nguyễn Phương một nano tặng 1 cho Nguyễn Phương Chị Huỳnh Hồng Nguyệt 1 tặng 1 cho Huỳnh Hồng Nguyệt nè Chị Vũ Vũ Tiết Nhi 2 nano tặng 2 là 4 cho Vũ Vũ Tiết Nhi à, Chị Sữa Chua Xu Xu 1 tặng 1 một. À, Chị... Uh... Chị thấy xài mụn đậu đen chỗ mũi giảm nhiều lắm Đúng rồi chị Tuyết Nhi Nên em nói hôm bữa mụn đậu đen của em nhiều lắm luôn á Mà em xài đỡ Mấy chị ai bị mụn đậu đen nhiều dùng nha Nghe thôi là ghiền rồi chế ơi Một hộp bên trong là sẽ có bốn ống nha chị sữa chua su su Ok chị Lê Hồng Lê Hồng Vậy là 6 tặng 3 6 Lấy 6 tặng 6 Vậy là thêm hai nữa cho chị Lê Hồng nè Hôm nay em đỡ bệnh nhiều rồi chị Bùi Dương Chị nào ngồi bàn chỗ trưa đi quanh bán gì kinh ly hưng lê rước em nano này và xài là mịn và căng bóng hết tàn nhang và mờ nám luôn đều màu còn hết mụn cám rất là đậu đen rất là ok luôn ok tặng chị quý nguyễn một cái vòng ghi nha quý nguyễn ai cho xin feedback nữa đi tặng thêm cái vòng nữa nè ok thêm một nano tặng một nano cho chị nguyễn phương cho chị nguyễn phương có nè chị anh giang huỳnh một nano ba trăm rưỡi một hộp lấy hai hộp nha em ok là một tặng một đúng không cho anh giang huỳnh nano chị nào chả có nhiều dùng khỏi phải chê nên tặng vòng cho các chị hết về ngắm vòng vừa bôi vừa nano u <laughs> chu cha mẹ ơi ok chị huỳnh xương một nano dâu tay đọc chưa à, dâu tay một nano tặng một nano cho dâu tay Chị Phương ơi, comment giùm bé anh là 3 nano tặng 3 nano ấy. Không thôi nhân viên lại sót comment của Phương nữa rồi nó lại quên chốt. Ok, 3 nano tặng 3 nano cho chị Phương bên Mỹ. Bên em sản phẩm không dám tôi phụ đề hả? Đúng rồi. Cho em em giận, em giận hoài luôn á. Đợt trước cái máy tem phụ đề của em bị hư mà em cứ quên sửa lại á chị chị Vũ của Thiết Nhi. Thôi để em nhớ rồi. Hết tuần này đi em khỏe xong rồi em sẽ làm tem phụ đề tầng thứ tầng thứ dạ mọi người ơi mọi người thông cảm vì hàng em bay trực tiếp từ hàng về mà à không qua cái công ty nào duyệt hết nên là em chưa có dán tem nano sức vào da cực êm và mịn mụn trên mặt cũng biến khỏi dám cũng mờ, mờ nhẹ nhẹ nên phải kiên trì xài mới có hiệu quả nha máy chế không phải là thuốc thần tiên sức vô là trắng liền không phải cái gì cũng phải kiên trì mới có hạ hạ quả nhưng mà phải nói thiệt Thật sự với mọi người ngay cả đêm đầu tiên á Mà em đã xài nano xong là em thấy da em đã căng rồi Mà nó mịn lắm Nhưng mà phải khẳng định một điều là nó giảm Cái mụn đậu đen với mụn ẩn rõ luôn Vì cái da của em mấy chị nhìn đẹp Nhưng mà nhiều khi á mụn đậu đen nhiều lắm Nhưng mà em thấy nó rất là đỡ Hai bên vùng mũi với vùng cầm nè Mấy chị mấy chị bôi đi rất là giảm Hay cực kỳ luôn Hết luôn rồi nha à, Từ từ để đọc comment đi Ai coi like mọi người cho em anh một nút comment chia sẻ like giùm em mọi người ơi à... mấy hôm nay cứ vô facebook xem like mà không thấy mình lên like mà nhớ <laughs> thấy thương quá vậy phương lấy bốn tặng bốn tặng chuỗi đi không được phương ơi cái này là em cho rồi phương ơi em nói thiệt giữa phương em bán không có lời luôn á em tặng luôn rồi đó phương thật sự mà nói luôn á ba trăm rưỡi si ra học có một trăm mấy à là em cho đó ok chị huỳnh hồng nguyệt huỳnh xương đọc rồi hello hai bên anh càng tiếng rồi em đỡ nhiều quá chị hiệp phan chị thơ nguyễn, hiệp phan em nói hiệp phan nghe nè chả biết sản phẩm có tốt không nhưng ngày nào cũng nhận được ủa ừ, vậy có tốt không mọi người chị hiệp phan em nói hiệp phan nghe nè hiệp phan ơi hiệp phan ơi hiệp phan con chị Hiệp Phan đang bị ép không Hiệp Phan nghe em xài thử đi Hiệp Phan Em xài mới hai hôm thôi đó Hiệp Phan Mà em đỡ hẳn luôn á Em dùng thuốc em nói thiệt Lúc mà em bị khang tiếng Mọi người nói bên anh ơi Uống mật ong đi Uống uh, uống mật ong đi Rồi uống gần chanh xả Rồi vô nhiều vô có uống đó Nhưng mà em lì em vẫn lai like. Mà em uống thuốc Việt Nam không hết là không hết bệnh Em khẳng định luôn kiểu bị lờn á mà em uống cái này nè em đỡ mà em khỏe thật sự mà nói luôn ý cái viên này chị phan phải coi từ đầu like đi em nói thật sự luôn cái viên này nó là cái viên tăng đề kháng rất tốt em thấy thì phan con đang bị á mua uống đi nhưng mà nó không rẻ nha một hộp là một triệu mốt nhưng mà hồi nãy em có tặng chị nào lấy một cái viên tăng đề kháng em có tặng quà em tặng một vòng hổ phách mấy chị mua cái này đi khuyên mọi người luôn mua cả gia đình uống hay cực kỳ còn không biết tặng cho chế chiếc vòng đi nữa kkk vụ bùa thích gì <laughs> ok tặng luôn tặng chị vụ bùa tiết nhi chiếc vòng luôn ghi tên sau nay nhiều người cầm anh hay quá à. <laughs> ghi tên bộ bùa tiết nghe luôn nhận đơn nhà kinh ly riết rồi bơi không nổi luôn á chị thùy Châu ngô bơi không nổi hả vậy tặng cho cái vòng cho bơi nha cho bơi có nổi không nha còn cầu minh của ai hay hay không cầu minh hết đi để tặng quà luôn nè tặng tiếp để cho thầy châu ngô nè dạ chị su su sữa chua su su muốn da đẹp chị dùng cho em sáng tối da rất mau đẹp luôn đẹp cực kỳ đẹp cực kỳ nói chung đẹp lắm chị sữa chua su su chị xài thử đi em bảo đảm là xài cực kỳ êm thiệt mọi người nên dùng thử ấy còn được nhiêu rồi, nói chung cũng còn trên dưới được mười mấy hai chục hộp nữa là hết đó Nãy giờ chắc cũng phải năm sáu chục hộp rồi đó, thì phải chắc trên dưới <laughs> mười mấy hai chục hộp nữa là hết luôn. Thấy bé để chuỗi đẹp quá, xeo đi chị Phương. Um... Nếu mà em khỏe em xeo chuỗi được không? Nhiều chuỗi đẹp lắm chị Phương ơi. Đợt này mấy ngày bữa bị bệnh làm chuỗi đẹp lắm Phương ơi đẹp ghiền luôn nay em đỡ nhiều rồi dâu tay mới biết minh anh mà ghiền rồi giờ lo cày kiếm tiền để mua hàng nhà minh anh ngày mai nhận men vi sinh rồi nè chị dâu tay men vi sinh dùng đi tốt thật sự em dùng men vi sinh mà tới bây giờ luôn em thấy cái cái, um, à, cái 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 nói chung là cái đề kháng của mình hơn người bình thường tự nhiên cảm thấy mình hơi superman luôn á chị diệu tân em có đọc tên rồi có diệu tân hồi nãy chị diệu tân có cầm bên cái này không Viên tăng đề kháng nè em không nhớ nữa phương lấy 4 nano nha rồi thêm một tặng một nữa cho nano nha cho phương nha tặng chị vòng đi mới coi ba like của em mà mua hết ba vòng phong thủy nay like mua nano nữa nè em chị sửa su 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 em nói thì không phải gì đâu nhưng mà thật sự luôn là uh, không phải em uh, em uh, gì đâu nhưng mà em hứng lên là em tặng à chưa có duyên thôi chị coi like từ từ đi em tặng cho chị phải coi like 10 cái like nữa <laughs> hôm nay nhận được chuỗi đẹp lắm em cảm ơn chị tiết nhi bữa giờ toàn đơn nặng đô không á minh anh ơi tặng chị em món chi có lọc lá bay vào nhà ào để đu theo minh anh mỗi ngày đi em <laughs> xa tháng này đủ thứ chuyện nói chung là thôi kệ không sao hết Em nói thiệt giờ á Hôm bữa bây giờ đợt này là mới dịch nhiều nha Chứ cái đợt mà mình hôm bữa cũng chưa phải là nhiều đâu Trời nay em thấy bạn bè em bị hết trơn luôn á Mà đi đâu cũng nói Ủa mày F0 chưa Mày F0 chưa Đứa nào F0 là gọi là cho vô gia nhập F0 luôn hay gì á Kiểu như giờ gặp bạn bè hay gì Đứa nào cũng bị dính hết rồi mấy chị Nhưng mà nghe nói đợt này mũi ba Nhưng mà dính thì nó đỡ Nhưng mà nó bị nặng cái là nó bị hậu Covid thôi Em có con nhỏ bạn tếu lắm Bữa giờ từ lúc dịch đúng ba đợt luôn Nó tái lại ba lần Trời không tin được luôn á Tái lại ba lần á mấy chị Ok chị Thoa Thùy Phan là một nano cho Thùy Phan nè Bữa giờ chốt bảy cái vòng Mà Minh anh đeo có vòng hổ phách à Mà sao cũng mua chốt nữa Mà mang hổ phách của em đỡ không à, Chị mê đá phong thủy của em Đeo đẹp quá nè cảm ơn chị à, Chị Chị ơn rất chân thật đó Minh Anh chị xài mang hiệu quả lắm đó da sáng mịn ai cũng khen chưa được quà tặng nào cũng bên anh hết rất mong được tặng nè <laughs> ok em tặng cho chị giang hoàng một cái vòng thật sự luôn thôi bây giờ em thấy nhiều người hỏi quá thôi để em kiếm chương trình em tặng cho mọi người mỗi người cái vòng nha chơi lớn luôn nè em nói trước nha vòng u linh em bán mắt hơn cái vòng 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 này em đang cầm đó u linh là năm trăm rưỡi Sale rẻ nhất cuộc đời em là 550 ngàn Em đang bán gi giá, giá, niêm yết là 650 rưỡi uh, Bữa nào Minh Anh bán giải hạn đi Minh Anh Tái nhiều lần không tốt đâu Nhỏ bạn em bị ba lần rồi đó chị uh, Hiệp Phan Tái lại ba lần Bị xong hết, bị xong hết, bị xong hết, bị xong hết Trời ơi, nay nó giống như là Nay giống như là ung thư sao rồi đó má Đầu hói Đợt trước đâu có hói gì đâu mấy chị Nay gặp nó mà đã hói không nhận ra luôn Trời ơi mẹ ơi Em nói thiệt mấy chị phải uống thuốc mọc tóc nhiều đi Không thôi vài bữa là chồng nhận không ra luôn ý Em nói thiệt là em sợ lắm nên em uống collagen mỗi ngày Trời ơi mấy chị ơi em bệnh chứ em sợ em xấu lắm Hỏi Hân đi Em bệnh mà em nằm chỗ mà em nói lấy giùm em hộp collagen để em uống collagen <laughs> Em nói thiệt với mấy chị luôn Bệnh nhưng mà còn sợ xấu nó sợ, sợ không còn đẹp Trời ơi mấy ngày bệnh nha da xanh sao xa mà trời ơi giống như là xác chết vậy đó được ngày đầu đúng một hôm bỏ collagen luôn á hai ngày còn lại mà khỏe khỏe đỡ sốt là uống collagen liền à, sản phẩm bên kinh ly không biết nói sao chứ dùng là chỉ có đỉnh của đỉnh chỉ thích vòng nhưng không biết nói sao để được tặng <laughs> thôi bây giờ để em kiếm chương trình em tặng cho nè chị song thanh men vi sinh ok lắm minh anh từ ở nhà đến cơ quan xung quanh cạnh gia đình chị toàn ép không mỗi ngày chị vẫn cho gia đình uống gần hết rồi sắp em còn không mai chị qua lấy chị song thanh bữa giờ chị song thanh có đặt men nhà bé anh không men vi sinh uh, bây giờ là chị song thanh bao nhiêu đơn bữa giờ em về á? là trả hết đơn rồi đó uh, ngày mai sữa non với men vi sinh về thêm đợt nữa nếu được thì uh, ngày mai trước khi qua chị sông thanh nhắn nhân viên hỏi nhân viên em về chưa nếu như nó báo về rồi thì chị qua mua thật sự men vi sinh em là em nói với chị sông thanh nha cháy toàn tập đợt này dịch người ta đổ xô mua quá trời men luôn mà men nhà em có vitamin c nữa nên là nhiều người thích lắm Hàng không biết tốt không mà ngày nào cũng nhận đơn Minh Anh chị Ngọc Nhi Nhận được ruby vip đẹp xuất sắc Mà các bạn lại ship nhầm gói xí muội Với vòng hơi chật nên chị đành ngậm ngùi gói lại Đang mong từng ngày nhận lại em ý nè Dạ Do chị bị nám hai bên gò má Thay da mấy lần không giảm mà xài nano nhà Minh Anh giảm nám thấy rõ Lắm càng bóng và càng mịn Màng xài là nghiện luôn đó Xài ok luôn em không bê em không bệnh mà cũng bị rụng tóc chị ơi rồi mua viên uống mọc tóc bán uống đi <laughs> thật sự rất mới mến mình anh bữa giờ tối nào cũng canh like bán hàng dễ chịu lắm luôn em bán hàng là siêu dễ rồi thiệt thôi để em đơn tính hơn 7 triệu nên cứ chờ hàng trả dần dần nay chờ mua gì để tặng vòng đai hiếu nguyện thôi bây giờ để lên cái này nè bây giờ à, chị thì châu ngô hả chị đi lặn cá rồi chắc chỉ đi ngẫm cá mất tiêu rồi chị sông thanh em ngày 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 mai nếu như về đủ nha nếu như về đủ nha chị sông thanh ghé em mua à, em nói chị sông thanh nghe nè cái này nói thật sự luôn hôm bữa em bán men vi sinh là một triệu hai bây giờ mấy mốt mấy chị mua cũng một triệu đổ lên không rẻ hơn được có một cái like hôm bữa em giảm men vi sinh mê á bà đưa tôi hợp đi em có giảm để em lấy khách hôm bữa em không phải là gọi là giảm nha mà gọi là em bỏ tiền túi ra em làm từ thiện luôn á thiệt sự với mọi người hôm bữa em có bán cái này em cho khách ở trên like một like thôi và bây giờ em không áp dụng đâu em hỗ trợ thêm ba chị nữa ai khó khăn thật sự á Em bán hộp men này với giá 750 799, 799 hay 750 799. Vậy độc lộn 799 000 Là em em tặng thêm ba người thôi nha ba chị nữa thôi Ai đang coi like em Em thấy chị Song Thanh không phải em nói gì Nhưng mà chị Song Thanh cũng mua đồ Nói chung nhiều khi cũng thích lắm Nhưng mà cũng khá là chọn lọc Tại vì nói chung nhiều khi có những người rất là dư giả Nhưng có những người người ta dư giả Nhưng mà nuôi con nhiều nên người ta cũng hạn chế thì em thấy chị song thanh cũng thích lắm nhưng mà thấy thấy bà cũng chắc chiêu dữ lắm à nói thiệt em thấy nói chuyện mở miệng ra là có tiền nhưng mà lúc nào cũng lo cho con gái con con suốt ngày là bà con suốt ngày luôn nên là em sẽ giảm em tặng ba chị bây giờ em không còn giảm nha men bây giờ em đang bán một triệu hai em tặng ba người chị nào lấy men các chị cờ bên like này em cho em tặng mọi người 799 trăm chín em không bán nha em nói trước nói chung là cái like này là em đang còn bệnh nên em làm phước hết cái gì được là em làm phước 799 trăm thật sự rất ngon và ba chị nha ai lấy men ai lấy thì các chị nhớ comment ghi là men vi sinh 799 là em cho nha em không bán nha xung quanh nhà chị giờ nhà người người đều bị nhiễm giờ con trai chị đi học mà lo nói mãi nó mới chịu đeo vòng hổ phách nhà em Uh, uống men vi sinh vitamin C uh, tăng đề kháng nhai thêm keo ong nữa hy vọng không bị nhiễm chứ sợ hậu covid thôi chị uống cái này cho em chị uống cái này cho em em khẳng định luôn đỡ lắm chị Mai liên cho con trai đi học uống cái này cho bé anh dạ đỡ cực kỳ tặng mỗi uh, tặng mỗi chị em một vòng đi cho vui để em kiếm gì em tặng nha rẻ rẻ cho mọi người tặng nha hôm bữa ship du cho chị một hộp men vi sinh Ờ à, Minh Anh hôm bữa ship dư cho chị một hộp men vi sinh Chị ship trả lại em nhận được chưa Minh Anh? Được không? Chưa được chị. Em chưa em được Rồi Trời ơi, má ơi ship dư nữa hả? Ultra mẹ ơi Chị chị Lê Thị Mỹ Hoa em cảm ơn nhiều Đúng là thiệt á Gặp người tốt mình mới như vậy Chứ gặp nhiều người tham là người ta lấy luôn rồi đó Thiệt Ai cũng ta thiết mà Minh Anh tận phòng may mắn <laughs> Chị ít comment nên không được tặng vòng hả em Chị buồn lắm nha em Không có Không có đâu Bây giờ mình ai mình cũng tặng Ôi nãy nói tặng hai người thôi đó Tặng mấy chiếc rồi Rồi tặng năm chiếc rồi không tặng nữa đâu Thôi để kiếp chương trình tặng Trời ơi tặng quá trời tặng ngôi Mấy chị vô đòi em chết à Đừng buồn Chị thì khó khăn đang chi học 3 tháng Đóng 30 triệu đó em Em biết mà lần nào chị ghé shop em chị cũng gái chị gái chị gái chị hai mén con chị trời ơi bà thương con bà như gì lúc nào bà cũng lo cho con bà đầu tiên chị nói chị mua về chị không dám uống chị để dành cho con chị uống luôn á nên nhiều khi thấy thương không phải người ta khó khăn quá nhưng mà thật sự là giống như nhiều khi cái dư giả người ta vừa phải thôi mà người ta phải chi đủ thứ nên thấy thiệt nhiều khi thấy vậy thấy thương á ghi tên chị hạnh Đỗ là một nè Ôi chu cha mẹ ơi gì mới tặng có xíu mà quá trời người cầu bên vậy Chị Hương Nguyễn là hai nè Thôi giờ thôi lỡ rồi Tới đây thôi nha đọc thêm mấy người nữa thôi Chị xong Thanh hai hợp chị Hạnh Lê mấy rồi Ghi tên đi Ghi tên mấy chị này nha Chị Nguyễn Phương mang vi sinh tặng hộ phách nha em Mang vi sinh em em nói thiệt Em bỏ tiền túi ra Em nhập còn không được 799 ngàn Em nói chị Phương luôn á Nên em không có tặng đâu chị Phương thông cảm Minh Anh nói đúng lắm Thích hàng nhà Minh Anh cái gì cũng muốn mua Nhưng bác Hồ không nhìn thấy buồn quá Men này dùng được cho trẻ 2 tháng tuổi Cho tới ông bà già 100 tuổi, trăm lẻ mấy tuổi Còn sống còn thở là còn dùng Thiệt Chị ca khách hàng nè thôi Ghi tên như đó chị thôi Tặng quà chết luôn á Nè Hết Covid phải uống bộ phổi á Minh Anh chị Hiệp Phan Đây tăng đề kháng này có bổ phổi trong đó luôn tăng bờ kháng này có đổ phổi trong đó luôn cực kỳ tốt cái viên này nó giống như là cái viên tăng đề kháng mà hệ miễn dịch mà chống virus luôn là không mỗi cô gọi là không phải mỗi corona mà tất cả loại virus luôn á ví dụ như là virus về trong dịch bệnh uh, tả bịch dịch tả lỵ nè hoặc là bệnh tiêu chảy hoặc là mấy cái bệnh mà về virus á cái này là nó đề phòng được luôn đây là loại mới của hàng cực kỳ hay các chị nhìn cái hình nè chống virus hay cực kỳ một hộp này em đang bán là một triệu mốt quá chị hạnh đổ bao nhiêu một hộp một triệu mốt nãy giờ nhiều người lấy lắm rồi chị mua riết chồng chị chửi quá trời mà cố mua rồi giấu lên giấu xuống <laughs> cái câu này nghe quen quá à. Khách khắp nhà này ai cũng nói câu này với em luôn á thiệt nhiều người còn nói em ơi em 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 xóa tên sản phẩm giùm chị đi em ghi là tặng chị đó ví dụ ship tới nhà ví dụ để người ta nhận nhận má chồng chị nhận được thì nghĩ là quà người ta tặng chị <laughs> chứ không có để giá không để gì lên nó sợ bị sợ bị la mà nhiều người trong like này cũng giấu chồng quá trời luôn Phụ nữ mình là vậy đó Cái gì tốt đẹp đều dành cho con trước tiên Do em chưa sanh đẻ nên em chưa có cảm nhận được điều đó Nhưng mà em công, công nhận một điều Nhiều chị thương con cực kỳ luôn Nhất là chị Sâm Thành Lần nào tới sớm chị cũng nói cho ơi chị mua từ chị đàn để dành cho con uống thôi Thật sự luôn á con bà học có thi hả bà đẹp bà đầu tư quá trời trà sữa tùm lum cho con bà uống Kiểu này lấy tiền rau mua hàng nhà mình anh quá gì nghe ghê vậy chị Giờ chị cho nó uống thêm viên zin kẽm để tăng đề kháng Bạn đại học lớp nó giờ nhiễm gần hết cả lớp rồi Nhà chị có bé nhỏ nữa nên cũng kỹ lắm Mong bổ sung thêm các loại thực phẩm chức năng tăng đề kháng Chị chỉ cần dùng trong đây thôi Trong đây bao gồm tất cả những loại tổng hợp của vitamin Và đặc biệt nữa nó là cái viên Nó có cái thành phần có zin là kẽm nha trong đây có zin là kẽm và đặc biệt nó có gọi là có 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 tinh chất từ hồng sâm nữa nó có red ginseng nè nó có hồng sâm ở trong đây nên nó sẽ phục hồi cơ thể mình nói chung là những người nào đang ở thể trạng yếu á nó sẽ bồi bổ cơ thể chồng không la mà chị ruột lại la chị mới ghê chứ gì kỳ vậy thôi em qua nha ghi tên mấy nhiêu người đó thôi chị chị song thanh là chị lấy hai hộp á nhớ ghi tên chị song thanh hai nha để chừa riêng nha à, Một hộp men là bao nhiêu gói em chị Nguyễn Thảo Một hộp này là 100 gói à, Chị Hạnh Đỗ Hồi nãy chị nào lấy Thật sự nha Theo cái like hồi nãy nên em đọc nha Hồi nãy em like cái viên tăng đề kháng này là một triệu mốt Em không tặng gì hết đâu Thật sự nhưng mà hồi nãy thôi em tặng 30 chị là em nói em tặng 30 người là em tặng vòng hổ phách 8 ly cái vòng y cho em đang đeo nhưng mà sai 8 ly chứ không phải là sai nhỏ khi ai mua một hộp này nhưng không phải là kêu mọi người mua để tặng cái này nha thật sự nãy giờ mọi người coi like mọi người đều biết hình lúc đầu like em không có tặng cái chi hết mà khách mua tại vì thật sự bây giờ ai cũng còn mấy chị cứ coi đi mấy tháng nữa bắt đầu việt nam bán cái này ra coi mới ra bên hàng à Người dân hàng người ta đang xài cái này là rất là hay Ship tới nhà chị chỉ xe nhà hàng xóm lấy hộp <laughs> Thật sự luôn Một hộp Cái này dùng từ trẻ 3 tháng tuổi đổ lên Nên chị nào con nhỏ Tránh cho uống thuốc nhiều không tốt Tránh cho uống kháng sinh nhiều nha Bị bón nè, dễ sâu răng nè Dạ Chị Hạnh đổ ghi dùm em Chị Hạnh đổ ghi dùm em là một viên Một hộp tăng đề kháng Một hộp như thế này cứ về dùng đi một ngày mình dùng 4 viên. Trước khi ăn 2 viên, tối trước khi ăn 2 viên. ấy lộn sau khi ăn. Cái này no rồi hãy uống nha. Còn chị nào cho con nhỏ 3 3 tuổi đổ lên, một ngày cho bé dùng 2 viên. Ăn xong dùng 1 viên, ăn xong dùng 1 viên. Đó, người lớn mình thì gấp gấp 2 lần. Người lớn dùng 4 viên, trẻ con dùng 2 viên. Từ 3 tuổi đã dùng được. Các chị ơi, rất dễ dùng một hộp bình thường á một hộp men bình thường á là em bán là đợt trước em bán là 30 gói nay hộp này là 100 gói tính ra là được hơn 3 hộp hơn rất là nhiều bây giờ em bán một hộp men là một triệu mấy một hộp mà bùng cái đang dịch này quá cho người đổ mua luôn thật sự luôn á hôm buổi về nha gần 200 hộp mà cháy luôn rồi đó đang đợi ngày mai hàng về tiếp không đủ trả đơn luôn Uh, viên này bé nhỏ nhà chị chưa uống được chưa đủ 3 tuổi giờ duy trì cho uống sữa non với lại men vi sinh thôi hà đúng rồi à hôm bữa em có làm cái like em tặng sữa non á hôm bữa đúng không em có tặng ít á hôm đó em vui đó chị uh, về cho uống thử đi coi hạp không uống được không uống mà em nghĩ sữa non ngon loại này em uống em chịu nè em ghét mấy sữa tanh lắm em uống bả đồ tanh uống được thiệt sự luôn á với lại em thấy em hủy mấy cái mùi mà sữa của mẹ, mẹ bầu á, tanh tanh ha chịu không được. Thật sự em không thích cái gì nó tanh, nên là sữa này nó không tanh nên mấy chị dễ dùng. À... Thôi em nhận đơn như đây người thôi, nhận đơn như đây người thôi không, không nhận nữa, ghi tên chị Nguyễn Thảo, với chị Thảo Vi, rồi thêm chị Lê Hồng nữa thôi. Rồi, không nhận đơn nữa nha mọi người ơi, cái này em bỏ tiền túi ra em tặng. À, bởi vậy mùng 6 mình anh like mà chị chưa đi làm Nên chị nói mình anh chờ chị đi làm rồi ship tới chỗ làm đó nhớ không À hiểu rồi Sợ ship tới nhà đúng không Mai mình nhớ chốt đơn gửi hàng sớm cho chị nha Nhà chị đang bị ép không Ok em sẽ ráng gửi lẹ lẹ chị Tuyết ơi Có nhiều người sáng nay nè có nhiều người sáng nay nè vừa đăng bài một phát thôi hỏi nhân viên em đi nó bán một triệu sáu nó hỏi giá nhiêu em bán một triệu sáu hơn 8 người hả viên 8 người mua ba chị ghé sớm đều bị dính f không hết đem ra ngoài đưa luôn á không dám cho vô trong nhà tại vì sợ chỉ đang bị luôn á mà chỉ liều chị cũng chạy qua chị lấy chị nói mà chị kêu là có gì để ý, ở ngoài đi rồi chị lấy đó người ta nói chung người ta sợ nhưng mà người ta tin tưởng mình người ta dùng mấy chị thử đi em cũng không phải nói để mấy chị thử đâu nhưng em cảm thấy rất ok um... ok chị hạnh đổ Ờ uh, ok chị Hạnh Đỗ Sao hôm nay uh, Đơn nhận đi chậm hả chị Dạ để em kiểm tra Mấy hôm nay dịch lại á Để em em báo họ phát nhanh nhanh nha uh, Chị HS Mai chị ghé lấy thuốc nghe Con chị đang bị F0 Ok mai lấy đi Mai qua lấy luôn nha Chị uh, Chị có mang vi sinh em đọc rồi Không chốt nữa đâu hình xương Nãy nói cho ba người thôi mà quá trời người rồi Thêm chị Huỳnh Sương nữa đi Rồi ok <laughs> Ok thêm chị Huỳnh Sương nữa nha <laughs> Em về nhiều cái mà em chưa like luôn á mọi người Vòng em đeo là 8 ly chị học Nguyễn Vòng em đeo là 8 ly Và em sẽ tặng vòng 8 ly như lời em hứa Mai tổng đơn gửi liền nha Chị đang cần gấp rồi Ok chế Lê Hồng luôn à, à nãy giờ nhiều người mà ai mà comment cái viên này sau á hồi nãy là trên hơn 40 người ai comment mấy cái viên này sau á là em hồi nãy em có nói là để ngày mai em, em gọi lại bên hàng nha tại vì nhà em có bây giờ là nhà em có bốn chục hộp thôi em nói thiệt luôn 44 hộp nhưng mà nhà em để bốn hộp rồi gửi qua ngoại hai hộp rồi còn hai hộp em để uống nên là bây giờ em chỉ được chừa mọi người được bốn chục hộp thôi rồi còn ngày mai gọi bên hàng kêu báo coi coi là mua coi coi có được không mình gửi ít về vì họ không cho bán không cho bán chưa cho bán đâu vậy minh anh ship mình một hộp nha bé uống chị thùy châu ngô chị hiệp phan chị hiệp phan ghi giùm em là một viên một hộp viên tăng đề kháng chị hiệp phan một hộp viên tăng đề kháng à, chị thùy châu ngô con chị Hiệp Phan lớn rồi Một ngày cho em uống Một ngày cho uống 4 viên luôn Trên uh, trên từ 15 tuổi đủ lên Một ngày cho uống 4 viên Dưới 15 tuổi thì một ngày dùng cho em 2 viên Men vi sinh uống ngon Ghiền luôn nên chị đang đợi men vi sinh Nợ đơn của bé nè Sau này lâu tới quá trời gửi rồi đó Mà sao không hiểu sao lâu vậy luôn Rồi được rồi bây giờ sẽ lên cho mọi người nè Nãy giờ mấy chị em của em đang đợi cái này đúng không Nãy giờ mấy chị em của em đang đợi Chị Hiệp Phan ơi ghi dùm em là một hộp viên vì gì? Tăng đề kháng nha Thì con á Chắc vài bữa là phải kết hợp uống thêm một loại bổ não nữa Thì sự luôn Bây giờ là là Kiểu xương đau rồi Khớp đau rồi Mà bây giờ đầu còn giảm trí nhớ nữa Em nói hồi là em không nhớ cái gì luôn á mấy chị Không phải là hậu Covid nha Mà là tiêm vaccine thôi đó Mà em thấy em còn già nuôi vậy rồi đó Nói chi những người bị Không 14 tuổi dùng được rồi chị Hiệp Pha Trên 13 cũng được Loại đó trên 13 dùng ok Mấy nhóc đi học Bạn bè ép không quá xá Nên ngày nào cũng chị cũng mua tiên cho chữ nhóc uống men vi sinh Nhai keo ong uống sữa non Còn mẹ nó chăm chỉ uống collagen Nhà cô Minh Anh cho mau hết Vì chất đầy đủ heo <laughs> Em bệnh đây nè mà em vẫn uống collagen thông thường Minh Anh để cho chị một hộp nha Trường con chị học ép không nhiều lắm Chị Khang Dạ được chị Khang Mấy chị dùng đi Đang em nói nè Nó sẽ giảm cái trường hợp virus dính cơ thể mình rất là nhiều nhưng nếu ai đã đang bị dính rồi dùng cái này đi nó sẽ hết rất là nhanh em không hiểu lý do tại sao mà bây giờ nha cái người mà người ta phục hồi có những người rất nhanh nhưng có những người rất chậm ờ, đợt hân bị chỉ có 4 ngày là hết nhưng mà anh bên ngoại của em á anh bên ngoại của em ảnh mới mắc Covid hơn 2 tuần test hai vạch mới hết. Mà trong khi cũng nam ná, gọi là trai chán lực lượng ba mươi mấy tuổi rồi chứ đâu phải là già quá đâu mấy chị. Mà 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 giống như là tùy tùy cái kháng thể của mỗi người. Ổng nói chung là sau một tuần thì ăn vẫn ok rồi nhưng mà test thì vẫn hai vạch. tết thì vẫn hai vạch. Hai tuần mới hết đó mấy chị nhưng mà có người ba ngày 4 ngày 5 ngày là hết lớp bé học chín chín bé nhiễm rồi ôi trời ơi chín bé là ít cháu em nè là nhỏ em em nè đó nó đi học nè lớp có bốn mấy đứa hai mươi mấy đứa bị rồi nay mẹ nó cho xin giấy ở nhà không không cho nó đi học luôn đó mẹ nó sợ tại vì nhà nó toàn là làm 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 nhà nước mà giống như là cũng khó khăn á nên là sợ bị dính đồ này nọ rồi đủ thứ chi tiêu nên là mẹ xin giấy là thôi cho giống như cho lời bảo lưu lại đó Khi nào hết dịch cho nó đi học Sợ vậy luôn á mấy chị Nhưng mà nhiều người người ta kỹ vậy đó Chị ơi mua thực phẩm chức năng Nhà bên anh nhiều quá Giờ không biết chi làm sao ấy Nào là men vi sinh bột truyền trắng thuốc mọc tóc Giờ thêm tăng đề kháng nữa <laughs> Chị chị uống kết hợp được nha chị Thùy Châu Ngô Viên uống mọc tóc có thể uống chung với cái này được Vì nó là thực phẩm chức năng không phải là thuốc còn men vi sinh thì chị chị có thể đợi cách ra nửa tiếng sau chị dùng Trời ơi mẹ ơi lớp có 25 bé bị chín đứa rồi Cái đó là chưa phát sinh đó chị Mấy ngày hôm sau mới bắt đầu phát sinh ra Mấy ngày hôm sau mới bị phát sinh ra chị Hiệp Phan Đợt này sao bị quá trời luôn ha Mới vô cái dịp tớ xong á thấy bị quá trời luôn Rồi em thấy có nhiều người đang đang ngồi đợi em làm chương trình tặng với cái này nè phải không? Nãy giờ nhiều người đang đợi em làm chương trình với cái này lắm đúng không mọi người? Cho em xin cái comment đi mọi người Em có cái này hay lắm nè Mọc tóc cho mọi người được luôn nè Để em lên Ai coi like mọi người cho em xin comment Tăng đề kháng em like rồi chị Minh Minh 1 triệu mốt một hộp 360 viên Ờ 1, 1, triệu 1 triệu mốt một hộp 360 viên Một ngày chị dùng cho em 4 viên con nít một ngày thì dùng hai viên à, hồi nãy em có tặng với lại một cái vòng hổ phách 8 ly em đang cầm vậy nha rồi bây giờ em sẽ qua cho mọi người cái này đi thấy nhiều người nãy giờ cứ đợi em ơi lên vòng tặng đi nhiều người đợi cái này hôm nay em chơi luôn nè em lấy cái này là cái tượng trưng để em tặng cho mọi người thôi nha chứ em không có tính tặng đâu thiệt. thiệt sự luôn ấy còn nhiều loại chị chưa uống tới luôn đó Em mua nhiều đến mức giờ nhìn lại không biết cái đó uống tốt Bổ cho bổ phận luôn <laughs> Chu Tra mà ơi Chị ơi mua uống đi Đừng có mua cất nha Thiệt luôn á Mua uống đi đừng cất Em la cho mấy chế thêm cái này nè Em la cho mấy chế thêm cái này Em bảo đảm mấy chế luôn Em bảo đảm luôn Cái này sẽ bán tượng trưng luôn á Thật sự luôn đây là cái chai uh, tinh dầu dưỡng tóc của hàn quốc cái chai này nha nó vừa dưỡng và đặc biệt nữa mấy chị xoa ở trên cái vùng da đầu nè có xe chuỗi có gì không chắc tầm ngày mai á em lên phong thủy á chị phương ngày mai phương coi like nha mai em lên phong thủy để em làm cái này em tặng ai nãy giờ cũng hỏi quá trời Lớp con chị 39 học sinh mà không biết 27 học sinh bị f không rồi đó em thấy sợ cho hai đứa nhỏ nhà chị quá. Đây, <laughs> cái này là chị phải cho uống rồi đúng rồi đó chị, 39 trừ 27 là bao nhiêu? Còn có mấy đứa chứ mấy? Phải không? Trời còn mấy đứa em có đứa em em có đứa à, đứa em bên ngoại vui lắm. Ba má nó dặn đi học tại vì nó cũng mới có lớp 2 à. Năm nay nó lên lớp 2 nó còn nhỏ à. Ba nó dặn là đi học với là nhớ uh, nhớ bịt uh, ba nó, ba má nó dặn là đi học nhớ bịt cái khẩu trang nha. Nhớ bịt cái khẩu nhớ bịt cái khẩu trang lại nha, đừng có tháo khẩu trang xuống nha. Không thôi là bị dính Covid đó. Mấy chị biết nó trả lời sao không? Nhưng mà ba ăn thì ba phải tháo khẩu trang xuống chứ giờ muốn uống nước thì không cho, không phải tháo khẩu trang sau được. <laughs> nó mới học lớp 2 thôi mà nó trả lời như vậy đó mấy chị bây giờ không cho bo tháo khẩu trang bo khát nước sao bo chịu được mà <laughs> em hỏi mấy chị chứ bây giờ đói cũng phải ăn uống nước cũng phải uống chứ bây giờ lỡ bay dính lỗ mũi hết vô biết sao giờ đúng không thì cái này chịu thôi nhưng mà em thấy hôm qua em kia mấy ổng cũng đăng bài là có thể là sẽ giảm cái tình trạng là cho tụ tập đám đông nhưng mà em thấy đi học thì vẫn còn cho đi học nên cũng không biết làm sao nhưng mà bây giờ là bây giờ mình cũng sống chung rồi Chứ bây giờ mình đóng cửa cũng đâu đâu có được gì đâu Bây giờ ai cũng tiêm hai ba mũi rồi Nói chung cái đề kháng của mình Nói chung nó cũng đỡ hơn cái đợt đầu chưa được tiêm Chứ không phải là nặng lắm như đợt trước Dạo này cái tình trạng tử vong ấy Chị thấy nó cũng ít hơn nhiều mà Nhưng mà chỉ là bệnh bị cái hậu thôi Người ta sợ cái hậu Bây giờ người ta không sợ Covid nha Mà người ta sợ cái hậu để lại Thật sự mà nói luôn Em chốt dư cho chị Hương Nguyễn Một hộp đề kháng nè, Cho chị Hương Nguyễn nè Uh, chiếc cỏ ba lá hết rồi đúng không hết rồi đúng không hết sạch xanh xanh chị cô mèo ơi cỏ ba lá em hết hàng rồi cỏ ba lá em không còn chiếc nào luôn ý chiếc cỏ ba lá hết sạch xanh xanh dùng đi cứ một ngày người lớn người già cho người già dùng được nha cứ trên 3 tuổi là dùng được bà bầu dùng được luôn người ta nói bà bầu không dùng thuốc được nhưng loại này bà bầu dùng được em hỏi rất kỹ nên mọi người yên tâm sử dụng nha mọi người nha Ok chị Nam Việt chúc dư chị Nam Việt nha Chị cô meo không phải cất Mà một ngày uống quá nhiều loài Uống thêm nữa vào bụng là nó ánh nhau đó Mình tiêu á 19 tay bên đây không có đeo khẩu trang rồi bé Nhưng Phương sợ vẫn đeo thôi đừng Đừng chị ơi Mắt công nó mọc ra thêm cái con con nào nữa là khổ nữa Cứ bịch cho chắc chị Phương ơi Mỹ chơi liều chứ Việt Nam mình là Đừng mấy chị hôm lắm Đâu bây giờ nè Ai bị hói tóc, ai bị rụng tóc nè Cái này nói trước nha Bán rất rẻ Bán rất rẻ Tặng cái này để lấy hơn thôi nha Chứ không phải gọi là bán luôn Khẳng định với mọi người luôn Ai coi like này là chụp lẹ nha Đang vui đó nha Đang vui đó Cái này nó là tinh dầu dưỡng tóc Nhưng mà nó sẽ trị rụng tóc Với lại mọc tóc Em chỉ mấy chị hay lắm nè Đó giờ nhiều người không biết đúng không mấy chị gội đầu mấy chị bỏ xà bông vô trong chai này gội chung được nha nó là nó là tinh chất dưỡng tóc nhưng mà đặc biệt là nó hỗ trợ trị rụng tóc và phục hồi tóc giúp hỗ trợ mọc tóc ai bị gầu cũng hỗ trợ được luôn chỉ mọi người nào mà nó mượt lắm cái chị gọi đi nó sẽ khác ví dụ bây giờ mấy chị em chỉ mọi người nha mấy chị gọi đầu mấy chị gọi đầu mấy chị tạo bọt trên đầu mấy chị xong dù mấy chị uh, tạo bọt trong lòng bàn tay Mấy chị bỏ cái tinh chất dưỡng tóc này nè Mấy chị trộn vô chung cái dầu gội của mấy chị Mấy chị gội lên đầu đi em bảo đảm mấy chị luôn Nó mượt còn hơn mấy chị đi ủ tóc bên ngoài Mà đặc biệt nữa là nó vô trực tiếp trong da đầu mấy chị mà không bị ảnh hưởng luôn Nó sẽ giúp mọc tóc và đặc biệt là hỗ trợ trị rụng tóc Xong rồi mọi người dùng dầu xả Chị nào muốn cái đuôi mấy chị mà ai bị hư tổn á Mấy chị xịt cái chai này vô phía đuôi luôn Mấy chị xoa đuôi tóc của mấy chị rất là mượt còn cách thứ ba nữa là cái cách thông thường Mọi người gọi đầu xong Cho hơi tóc hơi ẩm ẩm Mọi người dùng cái chai này nha Mọi người xịt lên Vào trong cái cái tay mọi người Mọi người xoa lên trên tóc Nhưng loại này không bớt Mà rất là thơm Nó làm từ tinh chất adgan Và kết hợp với loại tinh dầu ô liu Và đặc biệt nữa nó có vitamin E Một trong những loại kích thích mọc tóc Rất hay luôn Vitamin E và dầu ô liu rất rất là ok với nó có một tinh một một cái nữa là tinh dầu hạt nho và đặc biệt nữa chiết xuất từ lá cây đơn mẫu mẫu đơn hay là đơn mẫu gì đó mẫu đơn hay lắm mà thơm thơm không cái này chưa có... thơm cực kỳ đỉnh luôn chứ ấy là sẽ chứ gì chưa có ai coi like mọi người chia sẻ à, dùm em nha à, chị chị khang vì con chị đứa cấp 3 đứa cấp 2 rồi đâu được nghỉ đâu em nên ngày nào cũng lo cứ hai ngày là chị không test đứa nhỏ mà nó thấy sợ luôn rồi ơi, chị ơi em ngày nào ba ngày là em test lần rồi đó hôm nay em sẽ lấy cái này là bình phong thôi ai thích vô nhận quà đang vui nha nói trước nha nói thiệt là miễn trả giá nha giá này là giá rẻ rúng luôn rồi đó chai này bên hàn quốc hai mươi mấy nghìn won em bán là 399 trăm chín 399 ngàn Đáp 2024 Rất xa Bây giờ mình đang vui nha Ai cầm anh lẹ Tặng mấy chị trong live stream ngày hôm nay Tinh dầu dưỡng tóc Cực kỳ đỉnh luôn Rất ok Dùng đi cho mọc tóc Với lại hỗ trợ trị rụng Em tặng mọi người 399 ngàn Hôm nay chị nào coi like nha Bán tặng xài thủ luôn 299 ngàn một chai Chơi lớn 299 ngàn một chai tinh dầu dưỡng tóc Và chị nào có đơn tinh dầu dưỡng tóc Em tặng các chị luôn một cái vòng em đang cầm trên tay vòng u linh Em nói trước nha, bức bình phong để tặng nha Cái này là sale tặng luôn, dễ nhất để cho mọi người nhận quà luôn rồi đó Thơm cực kỳ Em nói mọi người nha, 399 em mới bán được Em bán 299 ngàn Để cho mọi người nhận quà thôi đó Chứ không phải là em em ấy đâu Mọi người đọc cái giá em nói thiệt mấy chị 299 299 ngàn nha Em nói với mọi người nha Không đủ tiền em nhập cái dòng tay này em bán, em bán luôn á Mấy chị thấy em tặng kênh chưa Ai coi like mọi người chia sẻ nha Em tặng các chị lấy hơn Ai coi like này mọi người thật sự luôn nói trước bán sáu trăm rưỡi sale rẻ năm trăm năm ngàn giờ mình thích mình tặng à. bớt bình phong thôi đó trời ơi tặng kinh tặng khủng tặng khiếp ai coi like này mà không thương em thôi luôn á nha tru tra mẹ ơi nhân viên vô nó lấy hết rẻ dữ rẻ đúng không lên check đi hai mươi mấy nghìn won một chai là tính ra bên Hàn quốc đang bán hơn bốn trăm mấy gần năm trăm nghìn khẳng định luôn Ai coi like mọi người Ai coi like mọi người chia sẻ Cái cái này em hết rồi Phương cái Này em hết rồi Đây 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 Trời ơi đỉnh cơ chưa Đỉnh chưa Trời ơi hôm nay ai coi like của em là Đúng là em khùng lắm rồi mọi người Đây cái chị Hàng 100% Mấy anh nhập từ Hàn Quốc mang về cho mọi người Ai coi like của em yên tâm và uy tín một điều rằng là em anh không bán hàng phát Hay lắm nha mấy chị Vitamin E chiết xuất từ hoa mẫu đơn Và đặc biệt nữa làm từ Adgen Oil nữa Và đặc biệt nó có vitamin E Ít loại dưỡng tóc nào có vitamin E lắm Đa số nó làm từ dầu là nhiều nhưng mà cái chai này nè Nó sẽ hỗ trợ mọc tóc Mấy chị hay lắm Mấy chị về em chị mọi người Gội đầu á Khi mà mấy chị bỏ cái dầu gội lên trên tóc á Mọi người xịt cái chai này vô trong dầu gội luôn Mấy chị gội trực tiếp lên trên đầu của mọi người luôn Các chị xài rất là ok Vòng ba lá em hết rồi Vòng ba lá hết sạch xanh xanh Xì kem còn, còn phải không còn, còn. Xì kem còn Thương Minh Anh hết tiền chỗ em tặng mọi người Em cũng lúa lua luôn á Thích cái lá mà hết rồi buồn ghê Hết sạch rồi quá giờ quá trời người hỏi luôn bữa bữa kêu like mua đi học chịu mua đâu <laughs> thiệt má ơi luôn á bữa kêu like đi không chịu mua đâu để đọc đọc tên nha ok chị linh ngọc nhớ để lại cho em số điện thoại nha rồi em đọc tên nè ai coi like để lại một nút số điện thoại cái vòng này em đang cầm trên tay vòng này em đang cầm trên tay là nó làm cho em là vòng u linh ngũ sắc một trong những loại vòng tốt cho phong thủy và đặc biệt cải thiện về trong sức khỏe của mọi người rất rất là nhiều đây <laughs> em em đúng là like này em hoan hỷ lắm luôn á mọi người đẹp kinh khủng luôn để mở ra cho mọi người coi lại lần nữa nè em hỗ trợ hết mình rồi nha mấy chị đừng em nói là like sau em không có bán tinh dầu dưỡng tóc 299 đâu á em nói trước luôn á nên mọi người đừng 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 nói với anh là xem nha các chị nhìn thấy không nè em chỉ mọi người nè các chị mang cái này mấy chị phải để ý nha Cái vân hoa nó mà nở nhiều ra Tốt lắm á Hiện tại cái này nó chưa có sinh tách Vì nó là u linh Nên khi mọi người mang một thời gian nó sẽ sinh tách ra Các chị mang nó sẽ sinh tách, sinh nở ra Khi mà nó sinh nở ra Thì cái người mà uh, Đeo đó, rất là tốt Và đặc biệt nữa nó sẽ cải thiện Cho phong thủy và đặc biệt nữa Hỗ trợ vào những bệnh ngoài da Hoặc những chị nào mà cơ thể mình đang yếu Sức khỏe không đang tốt, loại này nha lưu thông máu huyết trong người của mấy chị rất rất là rất rất là tốt nha cực kỳ hay đây đang đeo luôn nè mang vài bữa đi nó nở hoa ra mấy chị nhìn mấy chị ghì bây giờ chưa nở đâu chưa có hơi người hàng đá thiên nhiên mang từ từ nó nở vân hoa ra cực kỳ đẹp thôi đọc tên đi lát hứng lên hết hứng hết tặng nè ai coi like mọi người chia sẻ like cho em nha rồi em đọc đây ai da từ từ để em đọc comment từ dưới lên nha Ok chị Diệu Tân nè hai dưỡng tóc cho chị Diệu Tân có đơn nè Tinh dầu dưỡng tóc cho Dương Trên Ni nè Chị Phương Trần năm chai dầu dưỡng tóc cho chị Phương nè Đó, đó là hai loại á em sẽ chị nào lấy nhiều thì em sẽ phân ra hai loại cho mọi người ai lấy hai chai thì em sẽ lấy ai lấy hai chai thì em sẽ lấy mỗi thứ một chai cho các chị còn chị nào lấy một chai thì em lấy một chai nha cái này mấy rồi quên rồi chị chị phương trần nè năm chai tinh dầu dưỡng tóc cho phương nè hai bốn là năm nè trời ơi rẻ như cho cho luôn rồi chưa bán gì nữa chị linh ngọc một chai dầu dưỡng tóc cho chị linh ngọc có đơn nè tặng một cái vòng nha chị uh, lâm tuyết phương một chai tinh dầu dưỡng tóc chị hs trần một chị uh, dạ một chai từ 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 chị sữa chua su su một chai tinh dầu dưỡng tóc sữa chua su su lê hồng một nè vân xì sì ba một nè chị nguyễn phương hai chai tinh dầu dưỡng tóc cho chị nguyễn phương có đơn nè chị hạnh đổ một chai tinh dầu dưỡng tóc nè kim phương một chai chút lương một tinh dầu dưỡng tóc chút lương à, chị anh giang huỳnh một nè à, chị ca hát hàng nè đó ai lấy hai chai lấy hai màu hai màu nha chị ca hát hàng hai chai tinh dầu dưỡng tóc chị yến nguyễn một chai tinh dầu chị cô Me một chai tinh dầu dưỡng tóc à, chị nam việt một chai tinh dầu dưỡng tóc ờ à, hương minh anh nên hết tiền luôn à, chị Sữa chu su, su su có đơn nè à, một tinh dầu dưỡng tóc cho kim phụng nguyễn à, chị từ từ mới đỡ bệnh minh anh trở lại sau mấy ngày nghỉ dưỡng lợi hại hơn sơ hơn thương nghị <laughs> tặng hàng lợi hại hơn xưa À, lấy nam chai dưỡng tóc sắt nha thôi phương xuống nha thanh ok bye bye phương chúc phương hát ở nay đây ngày mai em rảnh em gọi cho phương ngày mai phương coi like đi ngày mai em sẽ hỗ trợ tặng cho phương một chiếc vòng có viên di Sale rẻ cho phương mua giá hữu nghị di là phải thỉnh thật sự luôn em rất muốn tặng cho phương nhưng mà phương biết sao không viên vòng mà có di á thì phương thỉnh nó sẽ hơn hơn tại cái gì đó nó có mang cái năng lượng rất là tốt bảo đảm luôn mà phải thỉnh nha Ờ xì ke còn không vợ mà sao khách lấy năm bốn như vậy xì ke còn được có có mấy chai à còn có bốn chai xì ke à để đợt sau đi hàng đang thái bên về em em đang đặt hàng thái về hàng thái đang về đó đợt sau em like tiếp cho tinh dầu chị loan trương chị ý nguyễn thêm một chai tinh dầu dưỡng tóc Đá U Linh này mệnh nào mang cũng được Chị Giang Hoàng ơi mệnh nào mang cũng được Chị Hương Nguyễn một chai tinh dầu dưỡng tóc cho Hương Nguyễn nè ờ, à, Một chai rụng tóc nữa nha bé Ok chị Anh Giang anh Giang Huỳnh Chị Sữa Chua Su Su một chai tinh dầu dưỡng tóc Đọc rồi chị Thương Diễm một chai Em chỉ cách dùng chị chưa nghe Tóc chị bị rụng nhiều em chỉ chị nè Chị lấy cái chai này xong chị bỏ cái dầu gội vô đầu chị chị tạo bọt ha chị xịt cái này lên trực tiếp vô trong lòng bàn tay chị luôn chị gội luôn là mấy chị vừa dùng dầu gội kết hợp với cái chai dưỡng này cái chai này là nó hay ơn cái là nó dùng được trong quá trình mấy chị gội nhiều người người ta sẽ nói là dưỡng tóc sẽ không dùng được vào trong trực tiếp da đầu nhưng chai này không chứa hóa chất một trăm phần trăm từ thiên nhiên nên mọi người dùng trực tiếp vào trên da đầu được và mọi người gội được luôn chị nào phía đuôi của mình hay bị hư tổn các chị xịt vô cái dầu xả và các chị xả trực tiếp trên tóc nha, trên cái đuôi tóc của mọi người nha thì nó sẽ phục hồi rất là hay, cực kỳ tốt. Chị Bích Hằng Trần hai chai tinh dầu dưỡng tóc cho chị Bích Hằng Trần có đơn nè. Mọi người cứ dùng như em chỉ mà thơm lắm. Trời ơi xài cái này là ghiền đó. Mọi người nhìn nha. Cái tính chất của nó nó sẽ không có bị rít luôn Xài rất là êm. Cái chai này mọi người nó thật nha. Bây giờ ai cũng bị rụng nhiều á nên mọi người sợ hơi bị hao ngay cả bản thân em cái gì cũng hao hết. Thơm lắm mọi người, thơm cực luôn. Ôi uổng à. Thơm quá. Thơm lắm luôn á. Thôi để em chét vô tóc em đi. <laughs> uổng mà, trời luôn. Thơm cực luôn. Mà cái này nha nó thay thế ví dụ như ai mà gội đầu xong á mà mấy chị muốn đầu mình nó hơi bóng bảy tí mà nó thơm thơm á giống như là nó giữ được hương thơm trên tóc á mọi người xoa nhưng mà cái này nó không bị bớt nha nó hay chỗ đó mấy chị mấy chị muốn xoa mà nó nó thơm mà nó tán đều á mấy chị xoa lòng bàn tay mấy chị nè xong rồi mấy chị thoa lên trên da đầu 299 trăm chín mươi chị vũ vũ Tiết nhi em tặng cho một cái vòng u linh em đang cọc chơi lớn luôn đó, 299 tặng cái vòng u linh cái này là đỉnh của đỉnh xài đi vào bao mấy chị luôn không ghiền trả lại tiền trời ơi định giả man luôn á bà hết si kêu hoài vậy đâu bà bà bà, bà, bà 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 nhét vô hai lỗ mũi bà coi bà nhét đi bà nhét thử đi ừ đi coi coi đó ba mấy chị <cười> <cười> như nguyên của em nó bị ghiền thôi bây giờ bây giờ nha like nhận đơn nhưng mà ghi ghi vô giấy đi đừng có lên bill hiểu không hàng về rồi hàng về rồi mình à khi nào có hàng về rồi ship chung khi nào có hàng về rồi em ship chung đơn chứ bây giờ mà có mấy chai dầu này nè mà khách mua hàng mà lên bill á thì nó lại uh, ít quá ship mấy chị lại tốn tiền ship mà còn cái này thì mấy bữa thái nó mới về nên chưa biết khi nào nó về thì thôi bây giờ ai đặt cái này em sẽ ghi tay em ghi đây giấy xong rồi đến khi mà nó về rồi em lên bill em gửi qua cho mọi người và kèm đơn luôn cho mấy chị đỡ tiền phí ship chứ bây giờ có mấy chai dậu mua có bốn năm chai à mà ship chung là tiền không luôn á tốn tiền nha cái này em sẽ ghi tay nha em không lên đơn tại vì nhân viên của em á bây giờ là đơn hay in ra lắm nó mà lên bill cho mọi người là lát là có người in đơn liền luôn á là cái này ship luôn mấy chị trả tiền ship mệt luôn á nha Mốt em cứ ghi tay đi Có hàng gì em kèm đơn vô cho mọi người Để mọi người sử dụng Ok chị Vũ Vũ Tiếp Nhi hai chai tinh dầu dưỡng tóc nè Xài đi thơm lắm nha Ai lấy hai chai nhớ lấy hai mùi nha Đừng lấy một mùi nha Người ta la làng chết luôn đó. Thơm, thơm ghê Thơm hả Mùi nào cũng thơm á đó Thơm cực luôn ừ, okay. Thơm lắm Trời thơ. ơi, thề mọi người luôn á ừ. mấy chị xài xong hai cái mùi này mùi mùi dễ chịu mà phấn phấn nhẹ nhẹ không biết diễn tả thôi xài thử đi rồi biết nha <laughs> rồi bây giờ sẽ lên tiếp cho mọi người hai cái vỏ đâu rồi một cái vỏ nè còn cái vỏ đâu xì ke xì ke này nè đây 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 em nói cho mấy chị nghe hôm bữa em đi ra ngoài đường em gặp bà bán vé số em thấy uh, bà cứ cầm cái chai mà bà kiểu như bà, bà bán vé số nhưng mà bà coi bói được á bà có căng á tự nhiên vậy nè ở trên đường gần, gần gần, biết cái bà mà bán cái bà mà bán vé số cho cho bd nói chung gần khúc mà bd vũ thu phương không bd vũ thu phương vừa đét đó bán cái viên chiên nói chung là vậy đó bà bán vé số mà bà coi bói được mấy chị bà 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 cũng tưng tưng lắm em thấy bà cầm chai dầu á hai chai luôn bà bị bà bị vấn đề thiệt Bà, bà bà gắm cho hai cái lửa mũi của bà gì nè em em mới hỏi bả bả mời em với sớm mới hỏi bả ủa chứ cô gắm vậy chứ cô có cô có bị dính covid bao giờ chưa bà nói tôi nói cho cô biết nha tôi gắm hai chai dầu vô lửa mũi của tôi vậy mà tôi đi khắp ngoài đường mà tôi không có bị dính covid được. <laughs> mà bả bị tân tân nhưng mà bà đó là giống như phải có duyên với bả bả mới coi bói được đợt đó vô tình thôi em với nhỏ bạn em đi làm móng gần khúc đó để đi ngang qua ngồi mua cái viên chiên ngang cái xong mới nói vậy nè nói em là sau này em giàu lắm nha nhưng mà tình duyên khổ lúc đó bà nói vậy đó cô này là sau này giàu nứt dắt nhưng mà đào hoa quá cô ơi cô hỏi mấy đào hoa là sao cô bà nói là sau này là tình duyên khổ lắm bà nói vậy đó cái xong hỏi bà cái xong bà tưng tưng bà không trả lời nữa cái xong rồi bà bả bả gắm hai cái hai cái chai dầu vô hai cái lỗ mũi mà phải công nhận thiệt là mấy người hay thích dầu thì nó lại đỡ nó lại đỡ dính hay sao em không biết nữa đây cái này nè không bao giờ em thiếu trong cái túi sách của em luôn thật sự nghe nói hàng thái thôi nhưng hàng lái có những cái tốt lắm em đang chuẩn bị về cái sữa tắm abutin là sữa tắm trắng da cho mọi người mà cực kỳ xịn luôn mà chuẩn nội địa thái nha chưa biết khi nào về thì cái này em sẽ nợ đơn mọi người em sẽ ghi tay nha, em không lên bill đâu biết chị bà Nguyễn Thị Chất Ừ, đó trời ơi nổi tiếng luôn mà bà phải có căng à phải có căng mà bà tưng tưng hoặc bà thích ai là bà nói mà bà hủi dầu suốt ngày à, đi ngoài đường là thấy bà cầm chai dầu suốt luôn đó thì cái cái chai này nó là nói chung là gọi là xì ke nhưng mà thật ra nó là thảo dược nó vừa hỗ trợ là giảm xoang mà đặc biệt là viêm mũi dị ứng và đặc biệt là xị chét em nói mấy chị luôn không bao giờ thiếu rồi cái chai hít xoan của tôi để đây đâu nữa rồi mới có mấy ngày thôi nó chơm của em nữa các chị mở cái này ra hít em nói mấy chị thông mũi nha mà đặc biệt ai mà đang stress đang mệt như hít một cái là tỉnh táo đầu óc luôn á thiệt thông thông gió thông đầu luôn một cái chai này em đang cầm trên tay Em đang bán mọi người trên like là nhiêu Không có bán nhiêu 55 ngàn 55 ngàn một chai hết xoan Bây giờ chơi lớn luôn đi Sắp tới không biết cướp lên không nữa Chơi lớn luôn bán tương tác nha Hết xoan chuẩn hàng thái nha Không bán hàng giả nha Trời ơi hàng giả có mười mấy ngàn cũng có nữa đó Chính hạn Ai bị xoan, bị đau đầu hay bị vi mũi dị ứng hoặc là mấy chị bị mệt trong người nhiều để cái này nè hoặc mấy chị bỏ trong túi sách nha mấy chị bị say xe, xe mấy chị hết vô đỡ lúc á cực kỳ hay luôn cái này em bán mọi người 55 mươi ngàn giờ chị nào lấy combo 5 cái đi em tính các chị luôn còn 50 000 ngàn cái chơi luôn ai lấy hết sang ghi giùm em hết xì ke em nói mọi người nha siêu ghiền còn chai dầu thảo dược không chị phương thảo thảo dược em hết rồi phương ơi dầu thảo dược à, bé anh hết ai lấy comment dầu thảo dược nói chung là đợt này em quên đặt bên thái mất tiêu rồi tại vì người ta gửi về rồi hôm bữa em quên mất tiêu nữa dầu thảo dược thì em hết hàng cái này là ai lấy ghi giùm em nha ai lấy một cái thôi lấy một cái hai cái ba cái xài cho biết còn chị nào mà mua nhiều rồi đó mà mấy chị biết cái này rồi mọi người cầm bên lại cho bé anh nha nhớ nha ghi giùm em cầm bên lại em nợ đơn nha khi nào mà em có hàng thì em ship chung hàng mọi người có đặt thì cho mọi người <laughs> ship chung cho mọi người cái này là như quên rồi, 55 000 Chị nào lấy 5, chị nào lấy năm cái tính còn 50 000 Hay lắm, đắt rất là xa. Hàng nào về nói chung hàng hàng nào đắt cũng mới hết. Về xong rồi mọi người hít vô, đỡ cực kỳ luôn. Ai mà hay bị chảy mũi rồng rồng là viêm mũi dưỡng mấy chị dùng. Cái này cải thiện cực kỳ ok. Ờ à, 50 uh, 55 000 nha. Nói thiệt ai mà mới mua cho biết lấy thử một hai cái thôi. Các chị xài cho biết. Cái này ở trong túi sách này, đúng không? đâu rồi kiếm ra không đó Cái này là 55.000 giờ em còn đợt em có like dầu thảo dược nè dầu uh, mũi dầu uh, đây nè ờ, dầu ngủ ngon luôn tùm lum tầm la dầu nè đó dầu này khách em xài ghiền luôn nè Cái này tính ra bạc thái đó nha hàng xịn của nó là 70.000 một chai còn hàng ở chợ Kim Biên bán là chỉ có 17 ngàn thôi Người ta đang bán 23, 25 ngàn Lưu ý luôn Dầu ngủ ngon này đợt trước em bán là 65, 70 ngàn Đợt này nói chung là cách đây mấy bữa rồi Em còn được mấy chai đó Ở trong nhà còn được mấy chai đó. Đợt này giá cao nên không có về Chị nào lấy dầu ngủ ngon Mọi người comment nha Em anh bán tặng đó chị Một chai này luôn tính mọi người luôn 50 ngàn Mấy chị mấy chị về mấy chị xài đi ghiền luôn xài rất ok cái này ai mà bị mệt nhiều quá mấy chị xoa lên hai vùng thái dương nè hoặc là chị nào ngủ không được hoặc là con mình ngủ không được mấy chị thoa ngay vùng cái vùng mũi nha ngủ rất là dễ mà tối nào á ghiền á cũng thoa hết đó mà thơm lắm nó là mùi lavender thảo dược nhẹ nhẹ cái này với sức cho con trẻ được nói chung hàng xịn á mấy chị sức không ảnh hưởng còn hàng giả mọi người sức vô mình hít vô mình mới sợ nó độc còn hàng đúng luôn, hàng xịn của nó luôn là mấy chị yên tâm Em không bán hàng đểu đâu Thật sự luôn bán hàng đểu sợ lắm Cái này mình hết lên não mình mà Mình bán mấy cái đó dài bữa người ta hít vô người ta bị gì là không, Mình không đừng chữa luôn á mọi người Dòng này em nói mấy chị là siêu ok nha Ai muốn lấy gì lấy Dầu này là dầu ngủ ngon Dầu ngủ ngon nha Còn dầu đột quỵ nữa kìa phải không Đó ê bà đưa mình tôi cái chai dầu 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 thái hóa cuộc sống rồi đây nè đó cái bonisca này nè hơi bị đỉnh luôn quá trời người mua đợt này giá cao lắm nhà em còn được mấy chai em hôm bữa em chia cho mọi người xài á dầu này xài hay cái này là chống đục không phải chống đục quỵ mà là thái hóa cuộc sống ai bị thái hóa cuộc sống nè nhức xương khớp mọi người dùng cái chai dầu này hàng xịn nha chuẩn xịn luôn nha mà dùng rất hay nó giảm cần từng cơn thắt cơn đau trong cơ thể mình cực kỳ cực kỳ gút luôn mọi người dùng cái này một cái chai này hôm qua em nói thiệt mấy chị nha em thoa cái này em kết hợp với lại cái miếng dán hồng xăm em mới đỡ được luôn cái lưng của em luôn ý chai này em bán là 75 mươi lăm cái này là bán nha à lấy cơm mình nha 75 mươi lăm một chai ghi là dầu thái hóa cuộc sống dầu thái hóa cuộc sống 75 ngàn 75 ngàn đây nè đây nè cái này mới là khắc tinh của em nè mọi người mọi người ơi mọi người ai coi like của em nha mọi người mua cái này nha em còn được rất ít luôn á khắc tinh của em luôn á để em lên cho mọi người cái này đây đỉnh giả màng đúng là cứu sống luôn á đây mọi người cái này nè là cây cao Nó gọi là cao cao dán xăm Của Hàn Quốc Khi mà các chị bị đau nhức khớp Bị buốt sóng lưng Bị đau hai bên bả vai Hoặc nói chung là nó thay thế được cả salon bát Mà nó tốt hơn salon bát Ê chưa Nó tốt hơn cả salon bát Dạ Mọi người, mọi người, mọi người dùng cái này nè xoa lên hoặc ai mà đang bị đau bụng kinh á lột cái miếng này ra đó lột miếng này ra các chị dán vào trong ngay cái vùng gần bụng ngay cái vùng ngay này gần cửa mình nè à, tốt cực kỳ nó giảm đau bụng kinh hay lắm luôn hoặc á em á nhiều khi em bị đau đầu á mà em 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 mà đau đầu mà em ấy á mà em muốn hửi mùi xăm á em cắt nó ra em dán hai bên này cũng đỡ lắm nè Hồi trước em bán 80 ngàn đó mọi người Chuẩn xịn của Hàn Quốc luôn Ai lấy mọi người ghi là cao gián xăm nha Còn ít đúng không gì Còn ít cực kỳ Cao gián xăm Ai lấy cao gián xăm em anh bán tặng cho mọi người 50 ngàn Ai lấy cao gián xăm cầu bên nha Đưa mượn luôn Em bảo đảm mọi người nha Tốt cực kỳ luôn Và đặc biệt nữa giảm hay lắm kìa Xương khớp Nói chung tất cả những chỗ nào trong người mấy chị mà bị đau nhất các chị dán lên cho em Bữa có ai nhận được chưa Mọi người xài đi Hay cực kỳ luôn Một cái túi bên trong này Nó sẽ có cho bé anh là 20 miếng Túi bên trong này nè Của Hàn Quốc nha Nó sẽ có 20 miếng Chị nào mà đi làm đi bán mà Hoặc ngồi nhiều á Mấy chị dán hai bên đây là đỡ lắm luôn á Em bị đau hai bên cực kỳ luôn Mà em ngồi em like mà em dán nó rất là đỡ Mà nó thơm mùi xăm lắm nó là hồng xăm cao vấn xăm à, chị mai liên ơi em về bác tụ bảo khách sĩ chốt hết luôn rồi hồi chiều nay mới đóng gửi xe không còn một bát luôn chị mai liên chị mai liên thấy trộm vía em không vừa đăng bài sạch sẽ em nói với mọi người chứ ai coi like của em là sạch sẽ gom sạch sành xanh luôn á sạch sành xanh không còn một cái chi luôn đó em tính tối lên like bán rồi đó mà khách gom hết rồi về được 116 cái bát chị kia lấy hết không còn một cái trời ơi bây giờ hàng đó đâu hiếm lắm thiệt sự luôn hiếm cực kỳ cái hàng này em không có thợ làm cái mẫu đó là em đặt từ bên hồng kông á chứ thợ ở đây làm không có được đẹp bằng cái đó đâu cho thợ làm rồi thô nó không có bóng bà cái đó em đặt của hồng kông cái gậy như ý này em cũng đặt từ hồng kông về nè gậy như ý này nè em về được một trăm mấy nè em bán là còn ít rồi nè gậy như ý này của của hồng kông luôn nè đẹp lắm đó ui giời chờ bé lai like để đặt bác tự bảo đợi vài hôm nữa đi Đợi vài hôm nữa đi khi nào có em like cho Cho chị hỏi mua sữa có được tặng hổ vách không he Chị muốn mua á Chị Tuyết Trần Em hết chương trình tặng mất tiêu rồi Chị Tuyết ơi <laughs> Em hết chương trình tặng mất tiêu rồi Thôi em hỗ trợ chị Tuyết nha Dùng đi mọi người Ê, Để đọc bao nhiêu vậy Nãy giờ nhiêu rồi 50 000 á Cao dáng xăm nha Ok chị cá hàng này năm chai xì nè em chúc dư nha Chị chút luôn nè đó hai cao dáng xăm cho chút luôn có đơn nè Đó Lan chương 1 nè ờ, à, Chị Quý Nguyễn hai dáng xăm cho chị Quý Nguyễn Chị Linh Ngọc 4 bịch cao dáng xăm 2 4 cho chị Linh Ngọc ờ, à, Cao dáng xăm 2 bịch và một cái thoái cốt sống lưng cho chị anh Giang Huỳnh ca hát hàng hai cao dán xăm đó còn mấy bịch vân gì ba một nè đó vậy chị mua sữa tặng hộ phát he ok em hỗ trợ chị hết xoan là nợ đơn nha hết xoan thì em sẽ ghi giấy thôi em không lên bill đâu hoặc là lên bill được không nhưng mà lên bill á sợ bà quên cái bà in ra nữa thiệt á tôi sợ lên bill cái quên cái bà in ra thôi cái ship luôn đóng hàng luôn người ta chửi chết đó khi nào về rồi em like cho hàng thái đang về á đợt này em về thái nha chuyên về abutin dưỡng trắng luôn chu cha mẹ ơi về em nói mấy chị nay em biến thân mấy chị thành huyên nga hết chị nào mà chồng chê chồng mà nói đen đúa trở lại đây đợi hàng thái em về đi mà em nói thiệt nha mọi người hàng thái có những cái rất tốt luôn nhiều người cứ đánh đồng hàng thái dởm là sai lầm thái trắng nhanh là có 4 k mà 4 k mà dùng lên mặt á thì nó rất là đẹp nhưng mà khi bỏ ra thì nó thấy gớm luôn có những người người ta hạt 4 k mà người ta đánh người ta thoa lên trên da người ta đẹp quá người ta không dám bỏ người ta sợ bỏ ra da người ta xấu kem 4 k của thái nhưng mà kem body hoặc là sữa tắm mà Abutin của Thái bán rất mạnh và xuất sang châu Âu và những nước láng giềng luôn là các chị hiểu rồi. Và trong thành phần đó, nó không có chất corticot, là không làm bào mỏng da. Khi mọi người mua hàng, yếu tố quan trọng mọi người cần thiết, mọi người phải đọc bản thành phần. Nó không có corticol, không có paraben, không có chất bào mỏng da. Mà đa số những loại kem dưỡng body Ngay cả kem body của Hàn Quốc nha Hoặc của Úc nha Vài dòng nó cũng sẽ có Abutin Đa số luôn loại kem nào nó cũng có Abutin Hoặc là nó sẽ có quy 10 Đó là cái chất để hỗ trợ làm cho trắng da mọi người Nhưng không gây bào mỏng Em đang về uh, gọi là ủ trắng Abutin uh, Kem body Tẩy tế bào chết Abutin Uh, xà bóng sáp Abutin em về toàn bộ luôn uh, với lại có mấy chị mà nhờ mua nhau mèo thì em có đặt dùm chứ em thì em lại không bán nhau em lại không chuyên về nhau em chỉ bán vòng tay phong thủy thôi thì uh, có những chị mà biết em nói chung là ai mà khách quen nhờ thì nói chung em cũng ấy được nhưng mà đợt này em cũng ngại nó thật sự luôn em ít em thấy nhiều người ta bán nhau nhiều lắm luôn mà em hỏi bên Thái người ta nói tùy đợt có đợt nhau mèo đẻ nhiều thì nhau nó có nhiều thì nó bán rẻ chứ còn nhiều đợt mèo hiếm mèo đẻ ít nhau làm gì mà có nhiều thì giá nó rất cao có những cái nhau bán năm sáu trăm em thấy nhiều người bán nhau rẻ lắm nên cũng em nói hiểu cũng sợ hàng này hàng kia nên em ít khi em bán là vậy mắc công người ta so sánh nên cái nào em cảm thấy chất lượng mà nó ok thì em mang về cho mọi người nhớ xì kê cho chị nha thôi để em qua cho mọi người nè Trời ơi, tính tính xuống like mà thấy nhiều người vẫn còn coi like quá ta Thiệt, nhiều người còn coi like quá à. Mọi người ơi, mọi người còn coi like không mấy giờ rồi bà? 11h25 Ơi cha Ê, nhưng mà em nói giọng nhẹ nhỏ, nhỏ vậy Mọi người ơi, nghe được mà đúng không? Em đâu cần phải hét như đợt trước nữa hả? <laughs> ok Mấy chị ơi, mọi người đi ngủ chưa? Mọi người buồn ngủ chưa? Sao mọi người im tre hết trơn rồi? Ê mọi người ơi mọi người còn Ngày mai uh... Ngày mai ngày mai ngày mai nếu mà em khỏe ha Thì ngày mai em sẽ like buổi trưa Trời ơi chị ơi, chị ơi đồ đẹp nhiều lắm Ngày mai ngày mai ngày mốt thì em không biết Mọi người cứ canh like đi Đồ đẹp nhiều lắm các chị ơi các chị ơi Đồ siêu đẹp luôn Đồ nam nhiều lắm luôn Đồ nữ cũng đẹp với lại ngày mai, ngày mốt em sẽ lên Em về được một ít quần tập Nga Mẫu mới Với có mấy mẫu nữa Hôm bữa du được mấy cái Với có nhiều người bị bơm hàng Trư tra mẹ ơi Quần đẹp muốn chết Mà còn bơm nữa Mọi người đợi uh, Chị Linh Ngọc nhớ để lại số điện thoại nha Mọi người ngày mai ngày mốt á, Mà ai mà ưng á, thì mọi người tranh thủ Mọi người coi live, mọi người mua Thì cái giờ em livestream quần áo á, là tầm khoảng 2 giờ rưỡi Còn cái giờ em ráng phong thủy là tầm 8 giờ 8 giờ rưỡi tối thì chị nào khách mới cứ like trang Facebook của em cứ tầm giờ đó là em lên like chị mới vô chị Loan Trương vậy thôi coi lại like nha gậy như ý này thì em anh đang bán là cái này em đang cầm trên tay em đang bán là giá dao động là từ tùy nha Ngọc Vân đẹp thì từ một triệu rưỡi cho tới một triệu sáu một cây gậy như ý rất là đẹp để dài bữa nó đi có tiền làm chương trình tặng cho giờ hết tiền rồi Nãy giờ tặng nhiều lắm rồi Nghĩ nghe đi bé ơi Giọng khàng nhiều rồi đó Dạ Giờ em xin phép em ngủ Em xuống live em ngủ đây Em cảm ơn mọi người Sau 3 hôm không gặp <laughs> Hôm nay gặp lại Các chị cũng rất là thương em ủng hộ Nhiệt tình Nhưng thật sự em nói Chị nào mới vô coi like em Hãy mua cái này dù may mốt em không có tặng không có gì hết mọi người mua đi rất tốt duy trì cho mình luôn vì không biết khi nào mới hết dịch đó mọi người Nên mua nha Dùng đi cực kỳ hay Đây là viên tăng đề kháng Chống virus vào trong cơ thể luôn Dạ Mọi người coi like Chị nào mới vô coi like Mọi người coi đi Cái viên này không thể nào bỏ lỡ Dạ Ok, ngày mai em khỏe, ngày mai em lên chiến tiếp <laughs> Nói chưa mất số gạo 3 ngày rồi đó mấy chị Nhưng mà ông trời thương, nay bán sĩ được vừa đăng bài luôn là là nói chung em có mấy chị khách sĩ mạnh mạnh không à? bà nói um, hôm bữa hỏi thì nói hết hàng nay về hàng thì không chào bả <laughs> nay bà thấy còn nhiều bao gom hết lúc đầu bà tính lấy 80 cái thôi em nói giờ em còn có một trăm mười mấy cái đó thôi gom luôn về không còn một cái bát tụ tài nào để làm mẫu luôn á để cho mọi người coi luôn ấy hôm nay gặp lại mình anh chơi lớn thấy ớn luôn <laughs> dạ mọi người ngủ ngon Hẹn gặp lại. Chúc các chị ngủ ngon. Hẹn mọi người vào livestream vào ngày mai. Bye bye các chị yêu của em. Hẹn gặp lại các chị.